Vương Phi đa tài đa nghệ, hạ thương mai. chương 301, đêm động phòng hoa trúc. Thanh ninh các thì sớm đã biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc A Phúc đến thông báo Tân Nương là hạ thương mai, quý thái phi không nói lời nào, sắc mặt tái nhợt. Thân phận Tân Nương luôn bị che giấu, bây giờ mới tháo mặt nạ, chính là muốn phòng bị một người, người này, là bà ta. Thái Hoàng Thái Hậu muốn đề phòng bà ta, điều này ý nghĩa rằng, dù bà đang ở Hàn Sơn xa xôi, nhưng vẫn quan tâm tới chuyện trong kinh mỗi một động tác của mình e rằng đều không thể che giấu bà sự lợi hại của người phụ nữ này bà ta đã lãnh giáo nhiều năm về trước trong chiều có nhiều thế lực như vậy đặc biệt là những thế gia trăm năm đó đều từng đi theo bà dù bà không ở trong miếu đường này không ở trong hoàng cung này nhưng sức ảnh hưởng của bà vẫn còn một lão yêu bà làm sao cũng không chết được bà ta không định tranh chấp gì trong thời khắc mấu chốt này cho dù bà ta làm thế nào thì cũng không thể là đối thủ của lão yêu bà đó. Bà ta khẽ tô son, được A Phúc đỡ ra ngoài. Bà ta nhìn thẳng về phía trước, đi tới trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu, ngẩng đầu lên, muốn nhìn thẳng vào con người bà, nhưng chỉ tiếp xúc một chút như vậy thôi bà ta đã cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, ánh mắt đó giống như hàn băng. Tất cả khí thế ngụy trang đều hóa thành bọt biển vào giây phút đó, bà ta quỳ xuống, thần thiếp tham kiến Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu không lên tiếng, cũng không kêu bà ta đứng dậy, chỉ lặng nhìn bà ta. Hoàng Thái Hậu khẽ sừng sốt, muốn nhắc nhở bà kêu bà ta bình thân, tôn công công ở phía sau lại kéo cánh tay bà, xua tay, ý bảo bà đừng lên tiếng. Thật lâu sau, Thái Hoàng Thái Hậu mới nhàn nhạt nói, đứng dậy đi. Quý Thái Phi dập đầu, tạ Thái Hoàng Thái Hậu. Bà ta đứng dậy, hai chân gần như đứng không vững, mềm hoạt, áo sơ mi sau lưng đã ướt đấm, dán vào lưng, khiến bà ta cảm thấy vô cùng bất an. Quý thái phi vào giây phút đó đã biết, nếu thái hoàng thái hậu quay về, tất cả âm mưu quỷ kế của bà ta đều tan thành mây khói. Nhận định này khiến bà ta gần như chìm vào sụp đổ, mấy năm nay bà ta chưa từng từ bỏ, bất kể gặp phải cản trở bao lớn, bà ta đều chưa từng sinh ra ý nghĩ này, nhưng vào giờ khắc này, bà ta có suy nghĩ từ bỏ, vì bà ta biết, nếu lão yêu bà không đi, bà ta sẽ không thể thành công. Thủ đoạn giết người không thấy máu của lão yêu bà trong ký ức bà ta vẫn còn rất mới mẻ. Bên này phân quyền lực khí thế, bên kia đội ngũ đón dâu lại huyên náo vui vẻ Audio điện tử võ tấn bền Dưới sự gieo hò của Tiêu Thác và Trần Loan Loan, Mộ Dung Khanh phóng thương mai ra khỏi xương phòng Vào giây phút hắn phóng tân nương tử pháo liền bắt đầu vang đùng đùng Đội nghi trượng trong phủ sắp xếp cũng đến đây góp vui Đám người trẻ tuổi đều tập trung ở đây, ngắm nhìn buổi đón dâu cực kỳ sống động Mộ Dung Khanh bước ra, mọi người cũng cùng đi theo mộ dung tráng tráng tủm tỉm đứng trước hành lang thấy hắn đi xa mặt cười như hoa nhưng nước mắt lại dưng dưng đáy mắt nàng cũng từng có một giấc mộng tân nương tiêu kiêu bất giác quay đầu nhìn ánh mắt hai người chạm vào nhau trong lòng hắn đau đớn nhanh chóng rời đi theo đội ngũ lớn sắc trời đã bắt đầu đượm bóng hoàng hôn ánh hoàng hôn bao trùm trời đất khung cảnh khá hiếm gặp dưới tiếng hô vang của bà mối tạm thời lương thị mộ dung khanh và hạ thương mai quỳ bái thiên địa sau đó bái cao đường. Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu, Quý Thái Phi, liên thúy ngữ nhận quỳ bái, gia trưởng bên nữ vốn là không nên nhận quỳ bái, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu nói hôm nay không có gì phải cố kỳ. Quý Thái Phi cũng cười, khuôn mặt cứng ngắc. Bái cao đường xong, lương thị nhìn hai người, thúc giục, phu thê giao bái. Hai người mặt đối mặt, khăn che phủ kín đầu thương mai, che lại khuôn mặt vui vẻ của cô, cô khế không người, bái này bái ra mối lương duyên bái xong lương thị nói lễ thành đưa vào động phòng tiếng sáo hỉ vang lên khung cảnh vô cùng hân hoan mọi người đều cười đùa vui vẻ không ngớt thái hoàng thái hậu ngồi đó ai dám không vui mọi người nâng ly chúc mừng ở đây lược bỏ một vạn chữ công việc của mọi người tối này chỉ là phụng chỉ uống rượu của nhiếp chính vương lúc này thật sự biến thành dáng vẻ phóng khoáng có oán báo oán có thủ báo thù mộ dung khanh vốn thích uống rượu lại thêm tối nay tụ hiên cư toàn đưa tới rượu ngon hắn đương nhiên không thiệt thòi tử lượng của mình nhận kính rượu ác ý của một đống người lúc được đỡ về tân phòng hắn đã đi không vững rồi bà mối tạm thời lương thị ở trong tân phòng đưa hỉ xứng tới cười nói tân lam phải cởi khăn chùm đầu cho tân nương tử chúc hai người bách niên hảo hợp con cháu đầy đàn giang long đầu bạc mộ dung khanh vươn tay nhận hỉ xứng xoay một vòng cũng không cách nào đứng vững ngược lại chọc đám người phía sau cười hô hố đi 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 tân phòng không cho phép nhiều người như vậy vào lương thì tận chức đẩy người ra ngoài náo tân phòng chúng ta tới náo tân phòng tô thanh la lên náo cái gì chứ trễ nải việc mau đi ra mau đi ra lương thì đuổi như đuổi ruồi tô thanh cười xấu xa hắn uống thành ra bộ dạng này thì đêm này nhất định cũng sẽ trễ nải việc thương mai vặn tay tô thanh thật sự đáng đánh đòn nhưng mà cô nhịn mộ dung khanh loạng choạng xoay người cầm hỉ xứng đâm lung tung, đông đâm một cái, tây đâm một cái, chơi trò say rượu múa kiếm, đám người không dám đánh trả, bị hắn bước lùi ra ngoài. Sau khi tất cả ra ngoài, hắn dùng chân đóng cửa, xoay người nhìn thương mai trùng khăn đỏ, cơn say lập tức biến mất, lộ ra nụ cười giảo hoạt. Lương thị che miệng cười nói, vương ra giả say, mộ dung khanh xuyệt một tiếng. Lương thị cười phúc thần, được, xem ra nơi này không còn cần hỉ nương nữa, ta ra ngoài lãnh thưởng lập tức lại xoay người, lấy một quyển sách từ trong túi áo ra, vứt lên bàn, đây là A Sà Cô Cô đưa, nói tối nay để hai người đọc. Cầm đi, tối nay nào có thời gian đọc sách, mộ dung khanh nói. Lương thị lại che miệng cười, đi ra ngoài. Cửa bị đóng lại, đám người vẫn đứng ngoài cửa, thấy lương thị đi ra cũng không lùi lại, chỉ nhường bà đi qua rồi lại nhào lên. Trong tân phòng, thương mai đợi cũng sắp bạc cả đầu rồi, vẫn không thấy hắn nhúc nhích nửa bước. Cô không nhịn được hé khăn chùm, lại thấy hắn đang cầm quyển sách đó đọc, còn đọc rất chăm chú. Cô ho một tiếng, hắn giật mình kích động vứt sách đi, hắn giọng tự lầm bẩm bổn vương phải dở khăn đỏ trước. Hắn ngồi bên giường, ngồi cạnh cô, hai tay trà sát trên đầu gối một lát, bỗng một tay mở khăn đỏ chùm đầu cô ra, lộ ra khuôn mặt đã hơi xanh mét. Mộ dung khanh hai một tiếng, quên dùng nghỉ xứng rồi. Có cần làm lần nữa không? Thương mai lườm hắn, cắn răng nghiến lợi nói hắn nhìn cô chăm chú vươn tay nhéo mặt cô hạ thương mai làm sao thương mai không vui nói nàng thật sự còn sống quay về đáy mắt hắn có chút mê man như đang nằm mộng chẳng lẽ ta là quỷ thương mai nói vậy nhưng giọng điệu lại dịu đi trái tim cô dần có thứ gì đó đang dâng lên mộ dung khanh ôm cô áp cô vào lòng mình cánh tay rắn chắc ôm lấy cô hầu như khiến cô thở không nổi trước đây tô thanh nói với ta vì thái hoàng thái hậu nói với chàng chỉ cần chàng thành thân thì ta có thể quay về cho nên chàng mới bằng lòng thành thân là thật sao thương mai vùi đầu trong lòng hắn nghe nhịp tim đập của hắn khẽ hỏi lời tô thanh nói nàng cũng tin mộ dung khanh khẽ hừ một tiếng hử thương mai ngẩng đầu hắn nhìn cô hời hợt nói những lời tô thanh và tiêu thác nói đều không thể tin trước đây tiêu thác còn nói với ta trước khi nàng bị lốc xoáy cuốn đi đã từng kêu hắn nói với ta rằng nàng thích ta, chẳng lẽ ta sẽ tin sao? Hắn nói có vẻ không hề cho là đúng, nhưng con người màu nâu thâm thúy lại luôn chăm chú nhìn cô, xem phản ứng của cô. Thương Mai khẽ sừng sốt, cười ha hả, đúng vậy, lời của họ không đáng tin, đều là nói vớ vẩn. Chuyện tỏ tình này, đánh chết cũng không thể là cô mở miệng trước. Chương 302, động phòng hoa trúc lần 2. Lúc thương mai nói lời này, ngoài cửa vang lên giọng nói rõ ràng của tiêu thác, ta đã nói rồi, cứ như vậy mà làm, ta không có làm càn. Ú ớ, rõ ràng là hẳn ta bị che miệng lại, sau đó nghe được tiếng loạt soạt, có thể đoán được, tiểu tiêu thác đáng thương đã bị người ta kéo đi. Mộ dung khanh vỉnh tay nghe một chút, bờ môi nhếch lên một nụ cười lạnh, hỏi thương mai có muốn xem kịch vui không? Thương mai nói quá muốn xem luôn. Mộ Dung Khanh vươn tay ra, cho ta mượn sợi dây sẹo. Sợi dây sẹo, sợi dây này làm được cái gì sao? Thương Mai đưa sợi dây sẹo cho hắn. Mộ Dung Khanh nhận lấy quấn quanh cổ tay, sau đó đứng dậy đi đến trước bàn rót một chén rượu, nói ra, nếu như có hơn trăm con rắn đột nhiên tới cửa, vò rượu này chính là của nàng. Thương Mai đi tới, nghe thấy hắn nói như vậy thì không khỏi cười nói, ý của người là sợi dây sẹo này có thể triệu hồi rắn. Hoàn toàn chính xác, lát nữa nàng sẽ biết mộ dung khanh nói tất nhiên là thương mai không tin chuyện quỷ dị như vậy ai mà tin chứ nhưng sau khi sợi dây sẹo ngâm rượu liền tỏa ra một mùi hương kỳ lạ mộ dung khanh bảo nàng đưa chủy thủ cho hắn hắn cắt đầu ngón tay nhỏ máu xuống mùi hương kỳ lạ này liên biến thành mùi máu tanh nhắc tới cũng lạ mùi hương kỳ lạ này khiến cho mùi máu tanh càng trở nên nồng đậm hơn nếu ai không biết còn tưởng rằng bên trong tân phòng có một vũng máu lớn Chúng ta qua đó nhìn xem sao. Mộ Dung Khanh thần thần bí bí lôi kéo Thương Mai đi đến chỗ khe cửa, ngoài khe cửa cũng có vài đôi mắt, hiển nhiên những con mắt kia có chút kinh ngạc, bỗng nhiên lui ra phía sau, nghe thấy tiếng ối ối liên tiếp, lại là một loạt tiếng động. Đây là cái gì? Là giọng nói của Tô Thanh, tiếp theo là một tiếng hét thê lương, có rắn, có rắn kìa. Tiếng thét chói tai cũng liên tiếp vang lên, trong phút chốc, tất cả mọi người đều bỏ chạy mất tích. Hai người cười ha ha mở cửa ra chỉ thấy hơn trăm con rắn đang bỏ đến đây mộ dung khanh thâm kêu một tiếng hỏng rồi hắn bỗng nhiên đóng sầm cửa lại chỉ nghe thấy tiếng rắn chuông chất bên ngoài cửa đang phát ra tiếng xì xì mộ dung khanh tái mặt hắn cũng không thích những thứ đổ lạnh như băng này thương mai cười hỏi người sợ à mộ dung khanh tức giận nói có gì đáng cười chứ đường đường là nam nhân vậy mà lại sợ rắn bản vương không sợ chỉ là không thích thôi cũng không phải hắn sợ, trước đó đã từng đi vào rừng trúc của tướng phủ, chỉ là hắn không thích thôi, nhất là lại nhiều rắn như vậy, nhìn thôi đã cảm thấy dùng mình. Nơi xa truyền đến tiếng sáo, chưa đầy nửa khắc, rắn đều bỏ đi hết. Còn bắt ta đến lau mông cho à, ta à, xà cô cô buông cây sáo xuống, hư một tiếng, quay đầu nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, chúng ta có tới tân phòng không? Thái Hoàng Thái Hậu thản nhiên nói, không tới. Tới nghe một chút cũng không đi sao, a à, xà hơi bất ngờ không phải người thích chuyện này nhất ư ừ. không có gì để nghe cả chắc chắn việc đêm nay không thành rồi thái hoàng thái hậu nói bên trong tân phòng thương mai cầm sợi dây sẹo rót rượu vào là có thể gọi rắn đây là nguyên lý gì vậy mộ dung khanh hứng hờ nói tổ tiên đưa ra ba lời giải thích thứ nhất là sợi dây sẹo này đã thành tinh là xà tinh thứ hai là sợi dây sẹo này đã bị tà ma nhập vào tà ma này rất thích uống rượu cho nó rượu là có thể sai bảo nó làm việc. Còn thứ ba là sợi dây sẹo này được tạo thành bởi một loại vỏ cây đặc biệt, sau khi nó uống rượu và máu tươi sẽ tỏa ra một mùi hương rất kỳ lạ, rắn rất thích mùi này. Thương Mai tự động chọn cái thứ ba, cái gì mà xà tinh với cả tà ma chứ, người nào tin người đó là kẻ ngu. Loại thứ ba còn có thể giải thích được, vừa rồi thực sự cô cũng ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, hơn nữa rắn rất mẫn cảm đối với mùi máu tanh khả năng hấp dẫn những con rắn ở xung quanh đến đây cũng không có gì là lạ. Thương Mai cầm lấy sợi dây sẹo, trước kia cô còn ghét bỏ nó nhưng bây giờ cô lại cảm thấy đây chính là bảo bối, quả thực là như vậy, đoạt phách hoàn không có chức năng này, nhưng hơi bất tiện chính là phải có rượu hoặc là máu. Thương Mai nhìn thấy quyển sách trên bàn, tò mò hỏi đây là sách gì vậy? Mộ Dung khanh một tay đoạt lấy, đừng xem, không có gì hay cả đâu. Thương Mai đã lật tờ đầu tiên ra, nhìn thấy những bức họa bên trong, con mắt cũng đăm đăm, đây là bí kíp. Ừm, bí kíp luyện công của bản vương, nàng không luyện công thì không cần xem. Mộ Dung Khanh giấu sách vào túi ở trong tay áo, nghiêm khắc nói với cô. Thương Mai ừ một tiếng, nhìn Mộ Dung Khanh, được, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Mộ Dung Khanh hơi mất tự nhiên, có lẽ ăn chút gì trước đã. Thương Mai gật đầu, đề nghị này rất tốt. Cô ngồi xuống trước sau đó nhìn hai cái chén vàng được buộc sợi dây màu đỏ chợt nhớ tới có phải chúng ta nên uống chén rượu dao bôi kia trước hay không mộ dung khanh khít mũi một tiếng hình như cái này là bắt buộc thương mai rót rượu nhìn rượu lặng lẽ chảy từ trong bình vào trong chén trong lòng thương mai mới cảm thấy chân thực cô không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía mộ dung khanh mộ dung khanh cũng đang nhìn cô những chuyện xảy ra liên tiếp vào hôm nay khiến hắn cũng cảm thấy như đang nằm mơ mộ dung hạ thương mai hắn gọi một tiếng, có chút kiêu ngạo, tên của cô đã mang theo họ của hắn. Thương Mai cười, ừm. Um. Hắn cũng cười, hai người đều có vẻ hơi ngốc. Cầm lấy, Thương Mai nâng chén lên đưa cho hắn, ngồi gần lại một chút, ngắm nhìn hắn, vương ra. Mộ Dung khanh ừ một tiếng, hai người càng ngày càng gần lại, gần như là hai cái chán đã dính sát vào nhau. Đột nhiên, hai người bật ra một tiếng cười vang, Thương Mai để chén xuống trước, cười đến mức nước mắt cũng rơi xuống, không, không được mộ dung khanh bây giờ chúng ta không thể dùng phương thức này ở chung được ta không chịu được người giả vờ thâm tình như vậy mộ dung khanh thở dài một hơi ta cũng không chịu được nàng giả vờ như vậy thương mai nhún vai được rồi người xem chúng ta nên ở chung thế nào làm sao bây giờ mộ dung khanh thản nhiên nói trước kia ở chung thế nào thì bây giờ cứ theo như vậy đi luôn luôn có một quá trình không phải sao được bây giờ cứ uống rượu dao bôi trước đã rồi nói tiếp. Thương Mai nói, mộ dung khanh bưng rượu lên, vòng qua tay cô, nhìn khuôn mặt rạng rỡ với ánh mắt sáng như sao của cô không khỏi nghĩ đến nội dung vừa rồi trong sách, trong lòng không khỏi khẽ động, uống một hớp cạn sạch, uống nhanh. Thương Mai cũng uống, uống xong, cô còn chưa kịp để chén xuống đã thấy hắn đứng dậy ôm lấy mình, là ôm ngang cô lên, dọa cho cô vội vàng giữ chặt bả vai của hắn, người điên rồi à. Mộ Dung Khanh trực tiếp đem cô nhét vào trên giường, dương một tay lên, màn trướng trùng điệp rơi xuống che lấp đi nến long phượng. Không biết từ lúc nào những người bị rắn dọa chạy đi kia lại trở về, lỗ tai dán ở trên cửa sổ, lắng lặng nghe động tĩnh bên trong. Nhưng đoạn đối thoại bên trong lại khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Được rồi, là con mắt. Người kéo cái gì vậy? Không phải cởi như vậy, này, người có biết làm hay không đây? Để ta tự làm đi. Cái gì không hiểu, bản vương có vô số nữ nhân buông ra để ta làm người xé rách y phục của ta rồi đồ đần kiên nhẫn một chút cái y phục rách nát đáng chết này sau đó có một khoảng yên tĩnh rất dài lại về sau có người rời giường vội vã chạy đến trước ngọn nến bản vương xem sách đã xem sách gì bí kíp ông trời của ta ơi lúc này mà người còn xem sách cái gì người không biết hỏi ta à ta là tổ sư gia của người đấy Ngoài cửa vỡ tổ, tổ sư ra chuyện phòng the, nhìn không ra đấy. chương 303, kính trà. Nửa đêm, thương mai lần thứ ba từ gầm giường đứng lên, bò lên trên giường, oán khí mười phần cuộn mình ở trên giường, sau này cô nhất định phải ngủ ở bên trong. Mộ dung khanh xoay người, chân to đặt ở trên bụng của cô khiến cô hận đến mức nghiến răng. Cô nhổm dậy định đấm một quyên vào mặt hắn nhưng thực sự nhìn khuôn mặt vô hại lúc ngủ của hắn cô lại không đành lòng, đành phải cam giận nằm xuống ngủ sáng sớm hôm sau ánh nắng tươi sáng ngày tốt lành nghiêm vinh gõ cửa bên ngoài nhỏ giọng gọi vương gia vương phi nên thức dậy rồi thương mai đã tỉnh lại nhưng không trả lời để cho nghiêm vinh lại phải gọi thêm mấy lần mộ dung khanh bị đánh thức thấy thương mai nằm ở trên giường cười thì không khỏi nhíu mày hắn gọi lâu vậy rồi mà nàng không đáp lại hắn một tiếng ồn ào quá thương mai thở dài một tiếng cứ để hắn gọi đi tiếp tục gọi quả nhiên Nghiêm Vinh lại gọi tiếp, ương ra, vương phi, nên thức dậy rồi. Nụ cười trên mặt thương mai càng sâu hơn, một tiếng vương phi này vô cùng dễ nghe. Ngậm miệng lại, một canh giờ sau lại đến gọi, mộ dung khanh sốc màn trướng lên giống một tiếng. Nghiêm Vinh nói, vương ra, Thái Hoàng Thái Hậu đã thức dậy rồi, nói là đang chờ vương phi tới kính trà. Thương mai nghe vậy, liền vén chăn định đứng lên, mộ dung khanh giữ chặt cánh tay của cô lại, ngẩng cổ lên nói, để bà ấy đợi đi thương mai nói như vậy không được đâu bà ấy đang chờ chúng ta hôm nay chúng ta phải kính trà cho bà ấy để bà ấy đợi đi bà ấy thích bắt nạt người hiền nếu nàng cứ chiều theo bà ấy như vậy thì sẽ bị bà ấy ăn thịt đến chết đấy nhìn xem lát nữa ta đối phó với bà ấy thế nào mộ dung khanh nói thương mai nhớ tới những ngày sống ở trên đảo hoang trong lòng vẫn còn hận được ta sẽ chờ xem ánh mắt mộ dung khanh liếc nhìn quang cảnh bên dưới xương quai xanh của cô một chút sau đó kéo chắn xuống một chút hơi tiếc nuối nói sau này nhất định nhi tử của ta phải uống sữa dê rồi thương mai nghe vậy thân sắc ảm đạm người còn ngóng trông ta sinh nhi tử cho người à ta bị hoàng hậu cho uống hồng hoa rồi nên không thể sinh con người không biết sao hiển nhiên mộ dung khanh đã quên mất chuyện này nghe cô nói như vậy thì ừ một tiếng vậy thì đơn giản sau này nhận nuôi mấy con chó coi như là nàng sinh ra đi thương mai ngẩng đầu nhìn hắn người có thể tìm những nữ nhân khác sinh con, ta cũng không thể để người tuyệt hậu được. Mộ Dung Khanh gật đầu, ừm, cũng được. Mắt sắc của Thương Mai siết chặt lại, hả? Người thật sự quyết định như vậy. Đúng vậy, nàng không thể để cho ta tuyệt hậu được. Mộ Dung Khanh gối hai tay xuống dưới đầu, để bản vương ngẫm lại xem có cô nương nhà ai có thể làm chắc phi còn nhờ Hoàng Thái Hậu đi làm mai. Dù sao vương phi của bản vương cũng rất rộng lượng, mới tân hôn xong đã bảo bản vương đi tìm những nữ nhân khác sinh con, Thương Mai lấy cùi trỏ đè lên lông ngực của hắn, người biết trong lòng ta không hề nghĩ như vậy. Ta không nhìn thấy lòng của nàng, nhưng ta nghe thấy nàng nói như vậy. Mộ Dung Khanh nắm lấy cằm của cô, đáng giận, còn dám động thủ với bản vương, muốn ăn đòn à. Con gà con như người còn dám ra vẻ ta đây, xem tổ sư gia của người không chỉnh chết người. Thương Mai xoay người tiến lên, cắn môi của hắn, sau đó dương dương đắc ý nhìn hắn, thị uy, Người dương dương đắc ý thường thường kết cục đều tương đối thảm, chỉ trong chắc mắt, cô liên bị. Mộ dung khanh trở tay một cái đè xuống dưới giường, chỉ nghe một tiếng vang, đôm đốp, thật lớn, cả người cô đã bị ném xuống bậc giường bạch ngọc. Cái eo của ta. Lúc đầu mộ dung khanh cũng không muốn ném cô xuống như vậy mà chỉ định xoay người đè cô xuống thôi, dưới tình huống bình thường, hắn xoay người đè cô xuống thì cô chỉ cần thuận lý thành trương nằm xuống thì sẽ không sao, nhưng cô lại muốn khoe khoang uy phong của đặc công định khóa tay hắn lại hậu quả của chuyện này chính là cô bị ngã xuống xem nàng ngốc thế nào đi mộ dung khanh thấy cô đau đến mức trắng bệch cả mặt cũng vô cùng đau lòng nhưng trong miệng vẫn không thang người nhảy xuống ôm lấy cô lần này là đau thật bên cạnh cái giường này có cầu thang đá bằng bạch ngọc tối hôm qua cô cũng chỉ bị ngã xuống giường thôi chứ không bị lăn xuống bậc đá nhưng lần này lại trực tiếp bị quăng xuống bậc đá cầu thang đá bằng bạch ngọc cứng rắn khiến cho eo của cô giống như bị gãy ra vậy. Tóm lại, người bên ngoài không hề biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy thương mai được đỡ đi ra. Cô đỡ thắt lưng, đi một bước liên nhíu mày một cái, cực kỳ đau nhức. Người làm trong phủ nhìn thấy liên nhau nhau che miệng cười trộm, đôi phu thê này tối hôm qua cũng quá liều mạng rồi. Thái Hoàng Thái Hậu và Quý Thái Phi ngồi ở trong chính sảnh, đương nhiên Quý Thái Phi sẽ không tự động tới đây, là Thái Hoàng Thái Hậu sai người đi truyền bà ta tới. A xà đứng ở bên cạnh người Thái Hoàng Thái Hậu, hai người nhìn thấy mộ dung khanh đỡ thương mai tới đều mở to hai mắt nhìn. A xà khẽ nói bên tai Thái Hoàng Thái Hậu, xem ra, tối hôm qua thành chuyện rồi. Vẻ mặt Thái Hoàng Thái Hậu không vui, ai ra đã nói tối hôm qua đi nghe một chút, người lại lười biếng không đi. A xà hừ lạnh một tiếng, là ta không đi sao? Là tự người nói không đi, hai người đi đến trước mặt thái hoàng thái hậu liên quỳ xuống thương mai quỳ rất miễn cưỡng thật sự là ngồi sổ một chút đã thấy đau mộ dung khanh thấy cô đau đớn như vậy liên nói được rồi nàng đừng quỳ nữa bản vương sẽ quỳ thay cả phân của nàng nói xong còn lưu loát dập đầu mấy cái với thái hoàng thái hậu còn dập đầu luôn cả phần của thương mai nữa thái hoàng thái hậu cũng không hề làm khó gì chỉ ý vị thâm trường nhìn thương mai một chút hạ nhân bưng trà tới Đầu tiên là Mộ Dung Khanh đưa cho Thái Hoàng Thái hậu mời lão tổ tông uống trà. Thái Hoàng Thái hậu bưng trà, chậm rãi uống một lớp, chuyện tướng công thay nàng dâu kính trà này, đây là lần đầu tiên xảy ra ở triều đại Chu ta, những Mộ Dung Khanh là nam tử luôn luôn trọng tình, cũng coi như tiểu tử ngươi kế thừa di phong của tiên tổ. Hạ Nhân nói, mời vương phi kính trà cho quý thái phi. Mộ Dung Khanh cầm trà lên định đưa cho quý thái phi. Quý Thái Phi lại thản nhiên nói, nếu muốn ai ra thừa nhận nàng thì chén trà này phải do nàng kính ai ra. Thái Hoàng Thái Hậu buông mắt sắc xuống, chỉ coi như không nghe thấy. Thương Mai tiến lên trước một bước, bưng trà, nhịn đau từ từ quỳ xuống, mời Quý Thái Phi dùng trà. Quý Thái Phi nhìn cô chầm chầm, hồi lâu sau cũng không đưa tay nhận lấy. Thái Hoàng Thái Hậu cũng không lên tiếng, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, mặc cho Thương Mai bưng trà quỳ ở nơi đó. Mộ Dung Khanh một tay kéo Thương Mai, đứng lên đi, chén trà này của nàng bà ấy uống hay không cũng không quan trọng. Quý Thái Phi cười lạnh một tiếng, đứng lên phúc thần với Thái Hoàng Thái Hậu, thần thiếp xin cáo lui. Thái Hoàng Thái Hậu phất phất tay, đi đi. Sắc mặt Mộ Dung Khanh lạnh như băng, nhìn chầm chầm Quý Thái Phi đi qua bên cạnh hắn, ánh mắt Quý Thái Phi cũng rửng rưng giống như không để ý cái gì. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn Thương Mai, hơi gật đầu một cái, lát nữa người tới phòng của ai ra một chút ai ra có chuyện muốn nói với ngươi. Thương Mai gật đầu, vâng. Mộ Dung Khanh nói, bản vương cũng đi. Cháu không cần phải đi, an tâm chờ ở chỗ này đi, ai ra nói với nàng là chuyện của nữ nhi. Không được. Thái Hoàng Thái Hậu nhíu mày, cháu còn sợ ai ra khi dễ nàng à. Người khi dễ nàng còn ít sao, ở trên đảo hoang người chính là coi nàng như nô lệ. Mộ Dung Khanh bắt đầu làm khó dễ, còn nữa, người cố ý không cho chúng ta biết người chúng ta cưới chính là người chúng ta muốn, hôn lê an bài cũng không thỏa đáng, suýt chút nữa hôn sự đã thất bại, những chuyện mà người làm kia có chuyện nào là chuyện mà người làm trưởng bối nên làm. Chỉ toàn hồ nháo, Thái Hoàng Thái Hậu bị hắn của trách một trận này lại mềm nhũn ra, đây đều là do A xà cô cô của người an bài, ai ra không hề biết chuyện gì. A xà quay người liền đi, ta ở cùng với người nhiều năm như vậy chính là nồi nào úp vung nấy, bà đây mặc kệ chương 304, xem náo nhiệt. Thái Hoàng Thái Hậu bảo Thương Mai ra ngoài cửa chờ trước, còn bà ta ở lại nói chuyện với mộ dung khanh. Thương Mai lui ra ngoài, A Sà Cô Cô đang đứng ở ngoài cửa, thấy cô ra liền nhìn nhìn sợi dây sẹo đang cuốn trên cánh tay cô, thứ này dùng rất tốt, có muốn ta dạy ngươi dùng như thế nào không? Tối hôm qua Thương Mai đã được chứng kiến sự lợi hại của sợi dây sẹo nên bây giờ nghe thấy a, xà nói còn có diệu dụng khác nữa thì không khỏi mặt mày hớn hở thỉnh giáo còn xin a xà cô cô dạy bảo. A sa ư ừ một tiếng, ta đã phải chịu không ít thua thiệt với sợi dây sẹo này, trước kia lão già đã dùng nó để đối phó ta. Trong chính sảnh, Thái hoàng thái hậu thấy sắc mặt của hắn không tốt lắm liền bảo hắn ngồi xuống, cháu cảm thấy ai ra nhìn mẫu phi của cháu khi dễ hạ thương mai mà không lên tiếng là đang giúp đỡ mẫu phi của cháu à? Mộ Dung Khanh không nhìn lên, không phải, bà ấy cũng không khi dễ nổi Hạ Thương Mai. Biết thế là tốt, Hạ Thương Mai không quỳ với ai ra nhưng nàng ta lại yêu cầu Hạ Thương Mai quỳ với nàng. Chỉ điểm ấy thôi là ai ra đã có thể nói mấy câu giúp Hạ Thương Mai rồi nhưng ai ra lại muốn xem một chút phải chăng nhà đầu này có bản lĩnh có được giãn được không? Ở nhiếp chính vương phủ này, muốn sống dưới mí mắt của mẫu phi cháu không dễ dàng. Nhà đầu này không nói hai lời liền quỳ xuống, điểm ấy ai ra bội phục cháu cho rằng trong lòng nàng không căm hận mẫu phi cháu ư nàng rất hận nhưng dưới mắt nàng là tiểu bối chút cấp bậc lễ nghĩa này nếu không làm sau này sẽ bị người ta nắm đằng chui mộ dung khanh lạnh nhạt nói người như bà ấy không cấp bậc lễ nghĩa gì cũng không quá phận nàng đã không thèm để ý thì mộ dung khanh cháu còn để ý cái gì những năm qua từ xa trường đến chính trường từ trong phủ đến hoàng cung cháu đã từng sợ ai kiêng kỵ ai Biết bởi vì cái gì không? Bởi vì cháu có chiến công, bởi vì cháu có quyền thế, bởi vì tất cả mọi người đều biết cháu được hoàng thượng nể trọng, được ai ra sủng ái, trong tay cháu có quyền, có nhân mạch, nắm giữ ngôi báu mà tất cả mọi người của triều đại Chu này đều tha thiết ước mơ, cho nên cháu có thể cái gì cũng không thèm để ý. Nhưng nàng không phải cháu, nếu nàng đã gả cho cháu mà cho rằng có thể mượn dùng tất cả của cháu thì nàng sẽ chết rất nhanh. A à Khanh, ai ra muốn một mình nói mấy câu với cháu chính là muốn nhắc nhở cháu Nàng không phải cháu, nếu như cháu lấy phương thức làm việc của mình áp đặt lên người nàng thì sẽ hại chết nàng." Mộ Dung Khanh nhai nuốt ý tứ trong lời nói của bà ta, có chút hiểu rõ. Lão tổ tông chính là muốn nói cho hắn, đừng bởi vì yêu nàng mà cho nàng rất nhiều đặc quyền giống như hắn, hắn có những nàng chưa chắc có thể có. Bên này, sau khi nói xong với Mộ Dung Khanh, Thái hoàng thái hậu gọi Thương Mai Tiến vào như ý các, là nơi bà ta ở tạm trong phủ. A xa ở ngoài cửa không hề đi vào, còn đi lên đóng cửa lại. Thái Hoàng Thái Hậu chậm rãi bỏ mạng che mặt đi, lộ ra gương mặt. Thương Mai nhìn bà ta, gần như không thể tin vào con mắt của mình. Sao gương mặt kia có thể trẻ như vậy? Cùng lắm là tương đương với Tráng Tráng, Tráng Tráng khoảng 27-28 tuổi, nhưng Tráng Tráng là cháu gái của bà ta. Rất giật mình đúng không? Thái Hoàng Thái Hậu nhìn biểu cảm trên mặt cô, nhàn nhạt hỏi. Thương Mai lắc đầu, hô hấp cũng có chút khó khăn, cái này, quả thật có chút giật mình. Thái Hoàng Thái Hậu cười nhạt một tiếng, không có gì phải giật mình, cô làm đặc công nhiều năm, có cái gì chưa thấy qua chứ. Lần này hai chân Thương Mai thật sự như nhũn ra, cô đặt mông ngồi trên ghế, chấn kinh rất lâu cũng không thể nào khép miệng lại được. Ngài, xin hỏi ngài làm sao mà biết được, Thương Mai run giọng hỏi. Thái Hoàng Thái Hậu yên lặng nhìn cô, từ kiếp trước người chết đến khi người xuất hiện ở đây, ai ra đều biết, tất cả mọi chuyện của ngươi ai ra đều nhìn ở trong mắt, đây cũng là lý do vì sao ai ra lại ra tay cứu ngươi. Thương Mai thật sự quá khiếp sợ, rốt cuộc Thái Hoàng Thái Hậu này là ai? Ngươi không cần tìm hiểu về ai ra, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, vương phủ này hay là hậu cung cũng vậy đều là vực sâu long đàm, người không có bản lãnh thì không thể vào được, người không có kiên nhẫn cũng không thể vào được, người không có ẩn nhẫn lại càng không thể vào, nhớ kỹ chưa? Thương Mai gật đầu như đảo gạo, ta nhớ kỹ rồi. Ngay cả lai lịch của cô cũng biết rõ ràng như vậy sao cô còn dám nói nửa chữ không? Hơn nữa, lời bà ta nói rất đúng, cô biết ở vương phủ hoặc là hậu cung đều rất hỗn loạn, làm mọi việc đều phải cẩn thận. Nhưng Thương Mai vẫn không hiểu câu nói vừa rồi của bà ta, bà ta nói nguyên nhân bà ta ra tay cứu cô là bởi vì đã nhìn thấy hết mọi chuyện trong mắt, biết rõ lai lịch của cô, biết tất cả những việc mà cô làm, như vậy nguyên nhân cứu cô là gì? nguyên nhân giúp đỡ cô là gì chẳng lẽ chỉ vì biết hết tất cả nên ra tay cứu cô sao thương mai muốn hỏi nhưng lại thấy bà ta đã chậm rãi nhắm mắt lại lúc ở trên đảo hoang chỉ cần bà ta nhắm mắt lại chính là muốn đuổi cô đi quả nhiên thái hoàng thái hậu thản nhiên nói người ra ngoài đi thương mai nghĩ đến sau này hỏi lại bà ta cũng được dù sao bà ta cũng đã trở về thì sẽ không đi vội vã như vậy nhưng ngay xế chiều hôm đó liền có người đến thông báo với mộ dung khanh nói là Thái Hoàng Thái Hậu và A Sà Cô Cô đã đi rồi, thương mai thất vọng, mộ dung khanh ngược lại là không quá để ý, nói, lão tổ tông vô tung vô ảnh, hơn nữa bà ấy cũng thật sự cảm thấy phiền chán với chuyện trong kinh, bản vương đã sớm biết bà ấy sẽ ở đây không lâu. Những chuyện thương mai nghi ngờ kia vẫn chưa có được đáp án, trong lòng cô đương nhiên cảm thấy ấm ức, nhưng tốt xấu gì cũng là ngày đầu tiên tân hôn nên không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ cười cười nói sau này có cơ hội chúng ta tới Hàn Sơn tìm bà ấy đi đi hàn sơn cũng chưa chắc có thể nhìn thấy bà ấy lúc bà ấy muốn gặp thì sẽ gặp lúc không muốn gặp thì đi cũng như không đi thương mai không khỏi bật cười bà ấy rất có tính cách đấy hai người ngồi trong sân nói chuyện phiếm hưởng thụ sự yên bình khó có được nghiêm vinh đi tới nói vương gia vương phi tôn phi nương nương nói muốn tới thỉnh an mộ dung khanh thản nhiên nói không gặp nghiêm vinh đáp vâng vậy thuộc hạ trở về nói với tôn phi nương nương trước kia thương mai đã được nghe nói qua về vị tôn phi nương nương này chính là nội gian liền hỏi từ lúc tôn phi nhập phủ đến nay đã từng làm những gì mộ dung khanh nói không có gì hơn là cùng bên kia bẩm báo một chút việc thường ngày của bản vương nếu người đã biết nàng ta là gian tế vì sao vẫn muốn lưu nàng ta lại vương phủ không thiếu chút cơm ấy thì cần gì phải đuổi nàng ta đi miễn cho phải chịu dày vò mộ dung khanh lãnh đạm nói Trước kia hình như Thương Mai có nghe nói qua hắn có ý định khác, cũng được, có lẽ sau này thật sự có thể phát huy được tác dụng. Thủ đoạn của Tôn Phi không cao, hiển nhiên không cần quá để ý. Lúc gần trạng vạng tối, Thương Mai liền nói với Mộ Dung Khanh, ta muốn tới đại lao của hình bộ một chuyến. Mộ Dung Khanh biết cô muốn làm cái gì, Đan Thanh huyện chúa bị đánh đập, sao cô có thể tùy tiện buông tha cho ông ta? Nhưng hắn cũng cảm thấy không cần thiết, Nhị ca đã báo thù cho Đan Thanh huyện chúa rồi tướng phủ bị ông ta đốt cháy, sau khi hạ hòe quân vào tù đã bị hắn ta đánh cho một trận tơi bởi khói lửa, nghe nói đánh gãy cả chân. Đó là ân oán giữa An Thân Vương và ông ta, ta và ông ta vẫn chưa kết thúc. Đáy mắt thương mai hiện lên hận độc, cô không thể nào quên được nguyên chủ hạ thương mai đã chết như thế nào. Lão phu nhân đã chết một cách quá dễ dàng, nếu như để hạ hòe quân chết như vậy, cô nguyện ý nhưng nguyên chủ hạ thương mai cũng sẽ không nguyện ý. Mộ Dung Khanh thấy cô khăng khăng như thế, nhân tiện nói, cũng được, dù sao hôm nay ta cũng không có việc gì làm, bản vương đi cùng nàng một chuyến. Thương Mai nói, nếu người không muốn đi thì ta có thể tự đi. Mộ Dung Khanh đứng lên, gương mặt Tuấn Mỹ thoáng qua một tia nghiền ngấm, không, xem náo nhiệt một chút cũng tốt. chương 305, thăm phụ thân. Đại lao hình bộ canh giữ nghiêm ngặt, vững như thành đồng, gần như không có một khe hở nào. Những người bị nhốt trong đại lao hình bộ nhất định đều là người mang trọng tội. Hạ Hoè Quân nằm mơ cũng không ngờ tới, lại có ngày ông ta bị nhốt trong đây với chức vị là thừa tướng. Hình bộ định ba mươi mấy tội cho ông ta, nhưng mà ông ta không nhận tội nào cả. Cho dù là đa số những người dính líu tới vụ án tham ô đều đã bị chém, ông ta vẫn là chữ đó, không nhận tội. Bởi vì ông ta là thừa tướng đương triều, chỉ cần không nhận tội, đầu của bản thân sẽ nằm yên ổn ở trên cổ. Cho dù hình bộ có tốn 100 năm với ông ta, cho dù ông ta sống cả đời ở trong tù, thế nào cũng tốt hơn là chết. Bị cha hỏi nhiều ngày, ông ta không biết quá nhiều đối với tình hình bên ngoài. Chỉ biết được một điều duy nhất, chính là bệnh cương thì có thuốc chữa rồi. Vì thế, ông ta vẫn cho rằng, hạ thương mai chết rồi, mẫu thân của mình vẫn còn sống, đã được chữa khỏi rồi. Hạ thừa tướng không biết Trần Nguyệt Nhung đã dẫn hạ oanh nhiễm đi mất, ông ta cho rằng, chỉ cần bản thân có thể chống đỡ được, mẫu thân nhất định sẽ cứu mình ra ngoài. Bây giờ điều duy nhất mà ông ta hối hận, chính là ngày hôm đó không làm liên thúy ngữ tàn phế, giết chết bà ta, tất nhiên là không được, nhưng mà, vào lúc đó, ông ta có thể khiến cho bà ta gãy tay gãy chân, ít nhất, hủy đi dung mạo, như thế sẽ không còn ai thích bà ta nữa. Bởi vì, An Thân Vương từng đến qua, đánh ông ta một trận dữ dội, lúc bị đánh, ông ta cho rằng, bản thân sẽ chết trong tay An Thân Vương. Ông ta sống một cách thoi thóp như vậy, trong lòng vẫn còn hy vọng, đối với một số người, điều này đúng là đáng quý. Hình bộ đương nhiên sẽ không dùng hình với ông ta, nhưng mà cũng không khách sáo, ba ngày hỏi một lần, mỗi ngày hỏi cung, đều là sỉ nhục vô bờ, da thịt không chịu đau, tinh thần lại chịu sự dày vò cực lớn. An thân vương hạ lệnh, một ngày cho ông ta ăn ba bữa, mỗi bữa đều là cơm chó, một ngày cho uống hai ngụm nước, để ông ta sống sót, nhưng lại sống không bằng chết sức chịu đựng của hạ hòe quân, ngay lúc này đã được thể hiện ra hết, ông ta xem những khổ nạn này như là những thử thách của ông trời dành cho mình. Nhưng mà, định sẵn có một người, mang theo oán hận đến đòi mạng ông ta. Thương Mai tự mình đi vào Đại Lao, không cho mộ dung khanh theo mình đi vào. Cô ăn mặc đơn giản, thân là Vương Phi, cô ăn mặc còn không bằng một cô gái của gia đình bình thường, trên đầu chỉ cài một cây châm bạc, khuôn mặt không thoa phấn son, để mặt mộc. Bộ dáng như vậy của cô, giống cực với Hạ Thương Mai trước kia, Hạ Thương Mai bị đánh đến chết đó. Cô dùng dáng vẻ như vậy để đòi phụ thân của mình một món nợ máu. Phòng lao ẩm ướt u tối, không có ánh sáng, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ một ngọn đèn dầu nhỏ như hạt đậu ở trên tường, không đủ để soi sáng. Thương Mai mang theo màn đêm đi đến, ở trên trần tường của bức tường dày trong phòng lao này, có hai lỗ nhỏ, là dùng để thông gió, bảo đảm có không khí chuyển động trong đây. Bây giờ, chỉ nghe thấy gió theo lỗ nhỏ đó đi vào, phát ra tiếng u u bi thảm. Hạ Hoè Quân nằm trên đống rơm ẩm ướt, phân và nước tiểu bên cạnh nằm ở cạnh đống rơm, đường đường là thừa tướng, lại chịu cảnh tượng như vậy, đúng là xót xa. Nhưng mà, Thương Mai không thương xót cho ông ta, tất cả những điều bây giờ đều là do ông ta tự làm tự chịu. Những người bị ông ta hại chết, Hạ Thương Mai chính chủ, Hạ Lâm, còn có Bách Tính chết vì căn bệnh cương thi, ông ta nợ họ một câu trả lời mà tên đầu sỏ này vẫn còn sống những người đã mất làm sao yên nghỉ được ông ta nghe thấy tiếng bước chân nhỏ nhẹ đột ngột mở mắt ông ta biết rằng không phải là lính coi ngục bởi vì tiếng bước chân của lính coi ngục thường rất thô lỗ với ánh sáng yếu ớt trên tường ông ta nhìn thấy hạ thương mai đứng ở bên ngoài hàng sắt ông ta cho rằng bản thân mình nhìn lầm đi lên trước một bước hít mắt lại cẩn thận nhìn lần nữa đúng là cô vẫn là dáng vẻ khiến ông ta căm ghét Ngươi vẫn chưa có chết, ông ta không nhịn được mà thất vọng, ông cho rằng kế hoạch này, ít nhất hạ thương mai cũng đã chết, nỗi thất vọng to lớn khiến ông ta nóng nảy, trên khuôn mặt dơ giấy, sự giận dữ từ từ được tích tụ lại. Nhờ vào phúc của tướng gia, ta vẫn còn sống tốt. Thương mai yên lặng nhìn ông ta, trong đôi mắt không hề dâng trào điều gì, cô chỉ là đến xem sự xa cơ của ông ta, không cần phải mang theo thù hận. Người đến đây làm gì? Hạ hòe quân lết lên phía trước với hai chân đã bị an thân vương đánh gãy, cười nhạt mà nói, muốn đến xem chuyện cười của bổn tướng sao. Hạ thương mai, dù sao ta cũng là phụ thân của ngươi, ta xa cơ xui xẻo, người làm con gái như ngươi, cũng không sung sướng được gì đâu. Thương mai cười nhạt một tiếng, trong mắt tràn ngập khí lạnh như băng, ngươi sai rồi, hạ thừa tướng, con gái hạ thương mai của ngươi đã chết rồi, ta không phải là con gái của ngươi hạ hòe quân cười khẩy dù cho ngươi chối bỏ như thế nào cũng không thay đổi được sự thật rằng đang chảy trong mình dòng máu của nhà họ hạ hễ là người nhà đều là đã vinh cùng vinh đã thương cùng thương ngươi cho rằng ta sụp đổ nhiếp chính vương sẽ còn lấy ngươi sao đừng ngây thơ quá đến lúc đó ngươi chỉ là một đứa bé mồ côi thương mai cười nhẹ thành tiếng tướng ra ở trong này không biết cũng có thể lý giải được hôm qua ta đã gả cho vương ra theo thân phận bây giờ vì cao đường tướng ra đây đúng là phải nhận một lạy của ta, chỉ đáng tiếc tướng ra đang ở trong ngục, có thể miễn đi một lạy này, ta cũng yên lòng, dù sao, thừa tướng cũng không nhận nỗi. Cái gì, hạ thừa tướng hơi kinh ngạc, hít mắt lại nhìn cô, mới nay ánh sáng yếu ớt, nhìn không rõ, bây giờ nhìn kỹ lại, đúng là cô đã trải đầu thành kiểu đầu tóc của người phụ nữ đã thành thân, ông ta cười nhạt vậy thì đúng là chúc mừng ngươi. Khóe môi thương mai mỉm cười, không chỉ có một chuyện vui này, trong kinh thành gần đây đã xảy ra mấy chuyện vui lận, một trong những mục đích ta đến đây chính là muốn chia sẻ với thừa tướng những chuyện vui đó. Không cần nói, bổn tướng không muốn nghe, ông ta nói một cách lạnh lùng. Thương Mai lại mặc kệ, bản thân bắt đầu nói, chuyện đầu tiên chính là lão phu nhân của tướng phủ chết trong ổ dịch, chết rất thê thảm, là bị bách tính dùng đá ném chết. Ngươi nói cái gì? Hạ hòe Quân đột ngột thay đổi sắc mặt, đôi mắt mở rất to, trong đáy mắt chất chứa sự ngạc nhiên. Chuyện thứ hai, ái thiếp Trần Nguyệt Nhung của ngươi lấy đi châu báu của tướng phủ, dẫn theo hạ oanh nhiễm đi mất. Tên đàn bà độc ác đó, bổn tướng biết rằng bà ta không đáng tin. Hạ hòe quân mở miệng chửi rủa, cả khuôn mặt méo mó đi. Khóe môi thương mai vẫn mỉm cười. Chuyện thứ ba, người vẫn luôn hy vọng mẹ của ta không có được hạnh phúc. Nhưng mà đáng tiếc thật, An Thân Vương đã chính thức ngỏ lời với mẫu thân, muốn cưới bà làm An Thân Vương Phi. Đây là do thương mai bịa đặt ra, nhưng mà, đúng là đã đả kích nặng nề đến hạ hòe quân. Ông ta nhìn chầm chầm thương mai, hai vai từ từ sụi xuống, khuôn mặt trong phút chốc sụp đổ, liên thúy ngữ, ta nên giết bà đi. Cái chết của mẫu thân không đả kích nặng bằng tin này, cũng không phải không đau lòng vì cái chết của mẫu thân, mà là, ông ta không có cách nào chấp nhận được liên thúy ngữ và an thân vương được như ý nguyện, họ nên xuống địa ngục mới phải. Bồn tướng sẽ ngày ngày nguyền rủa họ, bọn họ chết không được yên thân. Hạ hòe quân nghiến răng nghiến lợi mà nói. Thương Mai cười nói, nếu như nguyền rủa hữu dụng, tướng ra sớm đã chết rồi, người không biết sao. Bên ngoài có bao nhiêu bách tính trông chờ người chết, họ một ngày thắp ba nén nhang, lúc cầu thần, tiện thể hỏi luôn ông trời, khi nào mới lấy mạng của người đi. Bồn tướng vẫn chưa nhận tội, hình bộ vẫn chưa phán tội, là ai đã tung tin đồn ra ngoài. Hạ hòe quân phẫn nộ, tướng ra đừng quá ngây thơ nữa, tuy rằng ngươi không nhận tội, nhưng mà chứng cứ rõ ràng, tướng ra cho rằng vương gia không làm gì được ngươi sao? Tuy rằng luật lệ Đại Chu có ghi rõ, hễ là quan chức nhất phẩm trong chiều phạm tội, nếu như không nhận thì không thể phán tội, nhưng mà, để ông chết trong ngục tù không thấy mặt trời này, đừng nói là vương gia, cho dù là ta cũng có thể làm được. Lời của Thương Mai đã triệt để dập tắt tia hy vọng cuối của ông ta. Chương 306: Tự vấn. Ông ta ngẩng đầu lên, đôi mắt oán hận, hạ Thương Mai dù sao ta cũng là phụ thân của ngươi, tại sao ngươi lại ác độc như vậy? Thương Mai cong khóe môi lên, không sai, ngươi là phụ thân của Hạ Thương Mai, nhưng mà không phải là phụ thân của ta. Lẽ nào ngươi không thấy lạ sao? Con gái của ngươi, trước sau lại thay đổi nhiều như vậy, ngươi không nghi ngờ qua, họ không phải cùng một người sao? Hạ Hòe Quân ngạc nhiên nhìn cô, sao lại chưa nghi ngờ qua? Nhưng mà, cô không hề rời khỏi phủ, cũng không ai có thể thay thế, hơn nữa, trên thế gian sẽ không có hai người có dung mạo giống y như đúc vậy. Cho nên sự nghi ngờ của ông ta sau cùng cũng không truy cứu tiếp. Thương Mai nói một cách tàn nhẫn, thực ra, ngươi nên cảm thấy hổ thẹn với Thương Mai mới đúng, bởi vì nàng ta chưa từng hại qua ngươi, còn nhớ ngày đó của tháng 5, Nguyệt Nhung phu nhân và thái tử ở trong viện ép nàng, đánh đập nàng tàn nhẫn. Ngày hôm đó, nàng đã chết rồi, ta chính là quỷ hồn ám vào thân thể nàng, ta chính là thay nàng kiếm ngươi báo thù. Tướng ra, ngày hôm đó, ngươi nấp ở chỗ xa, tận mắt nhìn thấy huyết mạch duy nhất của mình chết trong tay sủng thiếp của ngươi. Khóe môi hà hòe quân run cầm cập, khuôn mặt dữ tợn, ngươi ăn nói hồ đồ, ngươi đừng hòng dùng những lời quỷ đó mê hoặc bổn tướng. Ngươi tin cũng được, không tin cũng được, đây chính là sự thật. Thương Mai nói lạnh nhạt, ngươi vẫn luôn căm ghét con gái ruột của ngươi, nhưng mà, thực ra nàng mới là người nên căm hận ngươi nhất. Cô rút một cây châm từ trên đầu xuống, Cây châm này là cây châm bằng bạc tầm thường, không có điêu khắc hoa gì, trơn nhẵn trong suốt, lại cực kỳ xấu xí. Đây chính là cây châm ngươi tặng cho con gái của ngươi vào năm nàng 7 tuổi, còn nhớ không? Hạ Hoè Quân nhìn cây châm trong tay cô, ông ta không nhớ, thậm chí không nhớ bản thân có tặng qua món quà nào cho nàng không. Thương Mai vốn dĩ không biết chuyện này, trước khi cô đến đây, có kiếm qua Đan Thanh huyện chúa, hỏi bà ta, Hạ Hoè Quân có từng tặng qua đồ gì cho Thanh Mai không? Đan Thanh huyện chúa lấy ra cây châm đó, kể một câu chuyện cho cô, câu chuyện này, thương mai nghe được cực kỳ đau xót, cũng cực kỳ căm hận. Đừng lấy ba cái đổ bậy bạ này bịa đặt nhảm nhí, hôm nay ngươi đến đây là để xem chuyện cười của ta, xem cũng đã xem đủ rồi, cút đi cho ta. Hạ Hòe quân tức giận nói, không nhớ nữa, được, ta sẽ kể cho ngươi nghe, vào hôm sinh thần 7 tuổi của nàng, đúng lúc trong phủ có khách quý tới, các ngươi nói chuyện trong sảnh chính, lúc đó, vị khách quý đó bảo muốn gặp Liên Thúy Ngữ, người từ chối bảo bà ta không khỏe, không cho bà ta đi ra, sau đó, vị khách đó bảo muốn gặp con gái của Liên Thúy Ngữ, người từ chối không được, mới kêu người gọi nàng ra. Lúc đó nàng rất vui vẻ, cho rằng người nhớ sinh thần của nàng, vui vẻ đi ra, rất vui vẻ nói cho vị khách đó, hôm nay là sinh thần của nàng, lúc đó, người kêu Thúy Ngọc len lén lấy xuống một cây châm từ trên đầu của một người nô bộc, nói rằng tặng nàng làm món quà sinh thần, lúc đó, Nàng của năm 7 tuổi, bắt đầu từ khi có ký ức, lần đầu tiên nhận được món quà người tặng, nàng vui đến khóc, khóc trước mặt vị khách kia. Trong đầu Hạ Hoè quân hiện lên một khuôn mặt, một khuôn mặt lạnh đến ửng đỏ lên, vừa cười vừa khóc, giống như tên ngốc. Nhưng mà, chỉ là những đoạn ký ức vụn vặt, ông ta không nhớ chuyện lúc đó. Thương Mai cười nhạt nói, nếu như ngươi còn không nhớ, hoặc là ta nói ra tên của vị khách kia, ngươi sẽ nhớ ra, ông ta chỉ đến tướng phủ qua một lần ông ta chính là lão vương gia của nước đại lương tống an nhiên hạ hòe quân lập tức nhớ ra đúng là có chuyện như vậy lúc đó nàng nhìn chằm chằm ông ta giống như là muốn có quà nhưng ông ta không có chuẩn bị món quà nào cả ông ta không hề nhớ đến sinh thần của nàng để làm nàng đi liền âm thầm kêu thúy ngọc cô cô lấy một cây châm qua đây đựng vào trong một cái hộp gỗ người ngoài sẽ không nhìn ra đó là gì nhưng mà tên nha đầu đó lại lấy ra trước mặt tống vương gia làm cho ông ta bị mất mặt nhớ ra rồi đúng không, nhớ ra rồi đúng không, thương mai nhìn sắc mặt của ông ta, liên tiếp hỏi hai câu. Hạ hòe quân hung giữ nhìn cô, rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Cuối cùng ngươi muốn nói cái gì? Bây giờ ông ta bắt đầu tin những lời cô vừa nói, nếu như cô thật sự là hạ thương mai, sẽ không gọi thẳng tên húy của liên thúy ngữ, cô vẫn luôn rất kính trọng liên thúy ngữ, sẽ không lấy đó làm trò cười. Thương Mai cười khổ, ta muốn nói cái gì, người không nghe ra sao? ta muốn nói, đích thân ngươi đẩy con gái duy nhất của mình vào đường cùng, nàng kính trọng ngươi, yêu quý ngươi như vậy, cho dù là ngươi chỉ cho nàng một cây châm tầm thường như vậy, nàng cũng xem như là bảo bối. Nhưng mà, ngươi vì để lấy lòng thái tử, trơ mắt ra nhìn nàng bị người khác đánh chết, nàng là người duy nhất không hề tính kế với ngươi, sau này gặp nhau ở dưới cửu tuyền, xem ngươi làm sao đối mặt với nàng. Thương Mai vốn muốn dùng lời cay nghiệt nhất để tổn thương ông ta, nhưng mà, lại phát hiện bản thân đau lòng trước, không phải bởi vì bản thân, mà là vì hạ thương mai chính chủ, lấy đoạn ký ức nàng vẫn luôn cất kỹ làm vũ khí tổn thương phụ thân của nàng. Nhưng mà, chuyện này đúng là đã kích chí mạng với hạ hòe quân, ông ta mơ màng ngẩng đầu lên, trong đáy mắt lại chất chứa nước mắt. Nếu như nói, hạ thương mai này không phải con gái của ông ta, con gái của ông ta đã bị đánh chết trong viện ngày hôm đó, chết trong tay của Trần Nguyệt Nhung, chết trong sự độc ác của ông ta. Đó là huyết mạch duy nhất của ông ta đó. Nếu như là ngày xưa, ông ta chưa chắc sẽ đau lòng, nhưng mà bây giờ thì khác rồi, cho dù ông ta còn sống sót đi ra ngoài, ông ta cũng thể có con cháu nữa, mà con gái của ông ta chưa từng phản bội qua ông ta, khoảng thời gian này người đối xử cay nghiệt với ông ta, không phải là nàng, mà là nữ tử độc ác trước mặt này. Hèn gì ông ta lại thua thảm hại như vậy, thì ra cô không phải là con gái của ông ta, đương nhiên sẽ chỉ có tính kế và ác độc, không còn một chút tình thân nào. Đúng là, chỉ có đứa con mốc đó chưa từng tính kế ông ta trong phút chốc ông ta sụp đổ hoàn toàn cũng không phải hoàn toàn vì con gái của bản thân mà là mẫu thân đã chết rồi ông ta không còn hy vọng gì lương thái phó là một người qua cầu rút ván ông ta sẽ không cứu bản thân đâu ngẩng đầu lên ông ta nhìn thương mai nhìn con người này ông ta vẫn giữ ý căm hận nếu như không phải cô tướng phủ cũng sẽ không sụp đổ nhưng mà nếu như không phải thương mai đã chết cô cũng không thể vào trong thân thể của thương mai, bước vào nội bộ tướng phủ làm bọn họ trở tay không kịp. Ông ta bắt đầu cảm thấy, mọi việc đều được định sẵn, có lẽ, trên thế gian này, đúng là có hai chữ báo ứng. Ông ta nhẹ nhàng nói, lão phu cầu xin cô một chuyện. Thương Mai trả lời lạnh nhạt, nói. Nếu như điều cô nói là thật, xin đừng bỏ qua Trần Nguyệt Nhung, cũng đừng tha mộ dung trịnh, phải báo thù cho Thương Mai. Ông ta cắn chặt răng nói. Thương Mai biết rằng, đương nhiên ông ta không phải vì Hạ Thương Mai chính chủ báo thù, ông ta muốn Trần Nguyệt Nhung chết, là vì Trần Nguyệt Nhung phản bội ông ta, còn về việc ông ta muốn Thái Tử chết, là vì muốn giấy lên tranh đấu với Thái Tử, ai chết cũng được, ông ta đều muốn thấy, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Nhưng mà, cho dù mục đích của ông ta là vì điều gì, Thương Mai cũng biết rõ bản thân nên làm gì, Trần Nguyệt Nhung đương nhiên không thể bỏ qua, còn về Thái Tử Mộ Dung Trịnh, cô cũng sẽ đích thân đưa hắn vào địa ngục cô bỏ cây châm xuống đất nhìn hạ hòe quân cây châm này là ngươi tặng cho thương mai bây giờ trả lại ngươi trước khi cô đi cố ý nhìn chằm chằm ông ta một cái hạ hòe quân chết lặng đi ông ta biết mục đích cô để lại cây châm này là muốn ông ta tự vẫn nếu như bản thân đã hết hy vọng cứ như vậy sống tiếp không bằng chết đi cho xong tự tử vẫn còn có thể để lại cái xác nguyên vẹn giống như vừa nãy cô đã nói luật pháp vẫn có thể xét xử ông ta chỉ cần khiến ông không còn là thừa tướng nữa. Nhưng mà, Mộ Dung Trịnh giữ lại thân phận quan nhất phẩm cho ông ta, là muốn ông ta lấy thân phận thừa tướng chịu xét xử, như vậy, một chút thể diện của nhà họ Hạ đều bị ông ta làm mất hết. Ông ta triệt để trở thành tội nhân của cả tộc họ Hạ. Chương 307, lời thật lòng đại mạo hiểm. Tin tức nhất đại thừa tướng Hạ Hoè quân tử vẫn được truyền đến vào ngày thương mai tam chiều hồi môn. Nghiêm Vinh báo cho Mộ Dung Khanh Mộ Dung Khanh báo cho Thương Mai, khi đó Thương Mai vừa bước vào cửa lớn tướng phủ, Liên Thúy Ngữ vẫn đang ở đây chưa rời đi, vậy nên khi cô Tam chiều lại mặt phải trở về đây. Nghiêm Vinh nói với Thương Mai rằng trước khi ông ta chết đã cầu xin lính canh ngục truyền lời lại một câu, nói với Đan Thanh huyện chúa một câu thật xin lỗi. Sau khi Thương Mai nghe xong, tâm trạng không hề có chút thay đổi nào, đây là chuyện đã ở trong dự liệu của cô, hạ hòe quân biết chết như vậy chính là cách tốt nhất để giữ thể diện cho ông ta. Cô đem thông tin này nói cho Liên Thúy Ngữ, Liên Thúy Ngữ giật mình một chút, đã chết. Giọng nói này giống như không phải của bà ta, ngay cả bà ta cũng cảm thấy lạ lẫm. Xây dưa 17 năm, giữa bọn họ cuối cùng cũng lấy sinh tử để kết thúc. Đúng vậy, đã chết, trước khi chết, ông ta nhờ lính canh mục chuyển lời nói thật xin lỗi mẫu thân. Thương Mai nói, Liên Thúy Ngữ in lặng gật đầu, ừm. Um. Mẫu thân tha thứ cho ông ta sao? Thương Mai nhìn sắc mặt của bà ta hỏi liên thúy ngữ ngẩng đầu đôi mắt của bà ta mặc dù tốt nhưng thị lực đã giảm rất nhiều so với trước kia luôn luôn phủ một tầng hơi nước không có ý nghĩa phải không tha thứ hay không tha thứ đều đã kết thúc rồi đều đã kết thúc thương mai nhắc lại câu nói này đúng vậy quả thực đều đã qua cái phần thuộc về tướng phủ này đã hoàn toàn lật thiên rồi thương mai nở nụ cười đúng vậy hôm nay là ngày con gái lại mặt mẫu thân đã chuẩn bị đồ ăn ngon gì miệng hắn rất kén ăn mộ dung khanh nhàn nhạt, nhạt nhìn cô một cái bản vương cần gì chiêu đãi tùy tiện là được dù ma ma cười đi tới hôm nay chúng ta không làm gì hết có người nhận nhận thầu rồi ai nhận thầu rồi thương mai rất ngạc nhiên hồ hạnh nhi con gái lớn của nhà họ hồ nàng ta đã sớm để đầu bếp đỉnh phong hào tới hôm nay đỉnh phong hào đóng cửa không kinh doanh thương mai a à một tiếng sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ tại sao lại xấu hổ chứ nói tào công tào công đến hồ hạnh nhi mang theo hai nhà đầu tiến đến mỉm cười cúi chào nói tham kiến vương gia vương phi coi như là ta vì bách tính trong kinh thành cảm tạ vương phi thương mai biết lần này nàng ta đã nỗ lực không ít liền cảm kích nói một câu tạ ơn thì quá mức nông cạn ta sẽ không nói những thứ ngươi làm ta sẽ ghi nhớ trong lòng hồ hạnh nhi nói ta xuất tiền cũng không tốn chút sức lực nào Mộ Dung Khanh lại nói, "Hôm nay không phải chỉ là bữa cơm gia đình sao? Về phần để đỉnh phong hào của ngươi đóng cửa là thế nào?" Liên Thúy Ngữ cười nói, "Đêm qua Loan Loan đã tới, nói hôm nay hồi môn, muốn mời mọi người cùng ăn một bữa thật ngon, mấy ngày nay không ít chuyện lo lắng hãi hùng, quả thật cũng nên ăn ngon một bữa, khao mọi người nha." Cứ như vậy, vốn là gia yến, lại trở thành yến hội. Trần Thái Quân mang theo 12 anh em Hồ Lô và Trần Loan Loan long trọng đăng tràng lễ thân vương mang theo vương phi a và chó vàng đại kim tới đúng lúc, lương vương mang theo một vỏ rượu ngon, nhu nhi đi cùng Tô Thanh, đương nhiên, là nàng ta tìm Tô Thanh nói cùng nhau tới, tiêu kiêu huynh đệ cũng mang theo rượu ngon tới, tráng tráng lại đến cùng lương thị. Nhìn từng lượt khách nhân xuất hiện, thương mai nước mắt lưng tròng, tiệc cưới quá hổ nháo, thiếu những lời chúc phúc, bây giờ đại gia hỏa có mặt ở tam chiều lại mặt này khiến cô có cảm giác như mình tái giá thêm lần nữa. Phi, nhiều người như vậy phân ra thành hai bàn, 12 vị trần tướng quân ngồi một bàn, về phần những người khác thì ngồi chung một bàn. Tráng tráng và tiêu kiêu dường như cũng không còn khúc mắc hai người ngồi cùng một bàn, vẻ mặt rất tự nhiên, chỉ là hai người vẫn không nhìn vào nhau, thậm chí khi không cẩn thận nhìn thấy thì đều nhanh chóng rời mắt. Trước khi nâng ly chúc mừng, Tô Thanh hỏi trần tướng quân, lại nói, lúc trước để các ngươi đi bảo hộ thương mai, các người vẫn luôn không xuất hiện, rốt cuộc là đã đi đâu. Trần thử, đại ca Trần ra nói, ngày đó huynh đệ chúng ta phụng mệnh ra ngoài, còn chưa đến tháng ba âm lịch đã bị rơi vào cảm bẫy, sau đó vẫn luôn bị nhốt trong một mật thất, đều là rắn độc trông coi huynh đệ chúng ta. Vậy nhóm người nhốt ngươi là ai? Tiêu thắc hỏi. Trần Nghiêu, nhị ca Trần ra nói, lúc đầu không biết, nhưng về sau mới biết là Thái Hoàng Thái Hậu. Thương Mai cam giận nói, chắc chắn là bà ta, ta cũng chính là bị bà ta giam lại. Trần Hổ, Tam ca trần ra nói, Phương Phi, Thái Hoàng Thái Hậu cứu được ngươi, huynh đệ chúng ta cũng là vô tội, rõ ràng là ở đó bị rắn đe dọa nhiều ngày như vậy. Trần Long che miệng, ta nhớ hai ngày đầu đó lục đệ bị dọa đến mức run rẩy, hắn sợ rắn nhất, uổng công hắn ta còn gọi là Trần Sa, thế mà lại sợ thành bộ dáng như vậy. Anh em nhà họ Trần nhao nhao nói chuyện lý thú, thời điểm đó kinh hoàng sợ hãi, bây giờ lại biến thành việc hay, cũng chính là Thái Hoàng Thái Hậu, nếu là người khác thì dù thế nào cũng phải có chút oán hận, mà chủ yếu là không dám oán hận. Đêm nay Mộ Dung Khanh rất vui vẻ, hắn phối hợp uống rượu, ngẫu nhiên nghiêng đầu nhìn Thương Mai một cái, nhìn một chút, lại uống một chén, đáy mắt tràn đầy vui vẻ. Ngoại trừ Quốc Yến và Gia Yến trong cung, Mộ Dung Khanh gần như chưa từng tham gia yến hội nào khác, vậy nên, hắn thiếu khuyết kinh nghiệm tham gia yến hội, hắn là loại người không có chủ đề, nếu như muốn nói chuyện phiếm cùng hắn Hắn có thể ngắt lời trong một khoảng thời gian ngắn, hắn là kẻ hủy diệt chủ đề danh phù kỳ thực. Hôm nay, có hai kẻ hủy diệt đề tài ở đây, cuộc diện còn có thể sôi động được là nhờ có Loan Loan và Nhu Nhi. Chính như, Tô Thanh nghe Trần tướng quân nói chuyện bị cầm tù ở trong mật thất, hỏi mọi người biện pháp ứng đối, tất cả mọi người mỗi người đều phát biểu ý kiến của mình, nói cách mình sẽ làm thế nào để thoát hiểm. Sau khi nghe mọi người nói xong, sau đó quay đầu lại hỏi Mộ Dung Khanh nếu như vương gia bị vây trong mật thất bên ngoài lại có một đống rắn trông coi ngài sẽ thoát hiểm thế nào mộ dung khanh bưng rượu trên tay chậm rãi ung dung uống nói việc đó không có khả năng xảy ra trên người bản vương tô thanh không ngại phiền phức nói không phải nói là nếu sao nếu chuyện như vậy xảy ra trên người của người người sẽ đối phó thế nào chuyện không có khả năng phát sinh không có nếu như một lời của hắn đã phá hỏng chủ đề Tô Thanh thấy hắn rất không thú vị, lại hỏi lễ thân vương, vương ra. Im miệng, lễ thân vương chừng mắt liếc hắn ta một cái, thật ồn ào. Tô Thanh bị đột ngột hai lần, cảm thấy yến hội này ngay lập tức đã mất đi ánh hào quang. Hồ Hạnh Nhi bỗng nhiên đưa ra một đề nghị, chúng ta tới chơi trò lời thật lòng đại mạo hiểm đi, được không? Thương Mai nghe được lời này, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hồ Hạnh Nhi, người nói chơi cái gì? Hồ Hạnh Nhi giải thích nói, lời thật lòng đại mạo hiểm là chơi thế này, chúng ta đang ngồi nhiều người như vậy, mỗi người sẽ viết tên của mình lên bè chúc, sau đó từ huyện chúa đi rút, rút chúng ai người đó có thể lựa chọn trả lời lời thật lòng, hay là lựa chọn đại mạo hiểm, đại mạo hiểm thật ra chính là trừng phạt. Thương Mai nhìn chằm chằm Hồ Hạnh Nhi, cả người đều run rẩy, người sẽ chơi lời thật lòng đại mạo hiểm. Đương nhiên, ta đề nghị, Hồ Hạnh Nhi ngừng nói, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Thương Mai, biểu cảm của hai người đều giống nhau. Ánh nhìn của hai người kéo dài khoảng 10 giây đồng hồ, tất cả mọi người đều nhìn bọn họ, không hiểu sao hai người đang nói bỗng nhiên dừng lại. Cuối cùng, vẫn là Thương Mai cười một tiếng, không ngờ hồ trưởng quý cũng sẽ trời trò lời thật lòng đại mạo hiểm này, trước khi ta cũng đã nghe người ta nói qua, nhưng lại chưa từng chơi. Bản vương đã từng chơi, lễ thân vương thản nhiên nói. Thương Mai và Hồ Hạnh Nhi đồng loạt nhìn về phía lễ thân vương. Lễ thân vương ngẩng đầu, lão tổ tông dậy là thái hoàng thái hậu dạy, vậy cũng không có gì kỳ lạ, con người bà ta giống như cái gì cũng hiểu biết. chương 308, đều là lời thật lòng. Thương Mai cảm thấy lễ thân vương hẳn phải biết lai lịch của thái hoàng thái hậu, liền hỏi, vương gia, thái hoàng thái hậu giống như điều gì cũng hiểu biết, bà ta là nhân sĩ nơi nào vậy? Lễ thân vương nói, nhân sĩ kinh thành, phụ thân bà ta chính là long tướng trước kia, người không biết sao. Ta không biết quá nhiều, chẳng qua cảm thấy bà ta rất lợi hại thương mai nói lễ thân vương gật đầu đúng vậy khi còn bé bản vương lớn lên bên cạnh bà ta cảm thấy bà ta không có gì là không biết chỉ là tính cách có chút không tốt thương mai nhớ rõ trước kia lễ thân vương từng nói qua hai chữ cơn sốc thừa dịp đại gia hỏa ở đây liền hỏi vương ra người biết cơn sốc là có ý gì không lễ thân vương nói đương nhiên biết khi còn bé bản vương từng theo lão tổ tông học y thuật bà ta đã dạy rất nhiều thuật ngữ y học bà ta nói đó là thuật ngữ ở quê của bà ta quê của bà ta không phải nói bà ta là nhân sĩ kinh thành sao thương mai kinh ngạc hỏi lễ thân vương nhàn nhạt nhìn cô một cái bà ta nói như vậy người có thắc mắc thì đi hỏi bà ta bản vương mới không hỏi hỏi đến quê của bà ta bà ta có thể nói cả một đêm mồm miệng không yên tĩnh chút nào thương mai và hồ hạnh nhi liếc nhau một cái xem ra lễ thân vương không phải đồng hương thật ra thương mai biết lễ thân vương sẽ không nói láo, chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế này nói láo sẽ khiến ông ta khó chịu trước tiên. Được rồi, rốt cuộc là có chơi lời thật lòng đại mạo hiểm không, lễ thân vương hỏi. Hồ Hạnh Nhi cười nói, được, chúng ta chơi, vậy bây giờ đi chuẩn bị bảng hiệu, viết tên của mình lên. Tiểu Khuyên và Đao Lão Đại đã đi chuẩn bị, một lát sẽ đem bảng hiệu của mọi người tới. Bảng hiệu trồng chất ở trước mặt Liên Thúy Ngữ, đào tất cả lại, liên thúy ngữ tùy tiện rút một tấm viết tiêu kiêu bà ta mở bảng hiệu ra nhìn về phía tiêu kiêu hồ hạnh nhi tiến tới nhìn thoáng qua được rồi là bắt đầu từ tiêu đại tướng quân của chúng ta đại tướng quân lựa chọn lời thật lòng hay là đại mạo hiểm mộ dung khanh đột nhiên nói một câu không có gì đại mạo hiểm đều phải nói thật lòng thương mai nhìn hắn một cái chơi lớn như vậy sao được cô thích đám người nhìn về phía tiêu kiêu với ánh mắt mong đợi mộ dung tráng tráng nắm ly rượu trong tay vẻ mặt không hề thay đổi ai hỏi hồ hạnh nhi hỏi đêm nay mộ dung khanh không có ý định buông tha tiêu kiêu bản vương hỏi tiêu kiêu ngẩng đầu nhìn hắn ta không chơi nhất định phải chơi tôn trọng trò chơi chính là tôn trọng bản thân ngươi thương mai nói tiêu kiêu bình tĩnh nhìn về phía thương mai một chút ta có thể lựa chọn người hỏi không có thể không thể hồ hạnh nhi nói có thể nhưng Mộ Dung Khanh và Thương Mai lại nói không thể, Hồ Hạnh Nhi liền giật mình, nàng ta không hiểu ý của Thương Mai, nhưng từ sắc mặt của cô có thể thấy được, có hy vọng, vậy nên nàng ta lập tức đổi giọng, không thể. Lễ Thân Vương lại nhíu mày nói, vì sao không thể? Đây là có thể, hơn nữa không cho phép lựa chọn đại mạo hiểm vốn là. Khi Lễ Thân Vương định phát biểu quy tắc của lời thật lòng, Thương Mai nhanh chóng nói có thể cô tin rằng những người đang ngồi đây đều biết một chút chuyện giữa tiêu kiêu và tráng tráng thì hẳn đều sẽ hỏi vấn đề này nhưng tiêu kiêu lại đem quyền tra hỏi cho tráng tráng công chúa hỏi tráng tráng giống như có chút bất ngờ nàng ta ngẩng đầu nhìn tiêu kiêu đáy mắt cố gắng không để gợn sóng nhưng vẫn khiến cho người ta nhìn ra một tia buồn bã thương mai nhìn tráng tráng hy vọng nàng ta có thể lấy dũng khí hỏi tiêu kiêu có còn yêu nàng ta hay không dưới sự chờ mong của mọi người tráng tráng chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu ở biên quan nhiều năm tất cả mọi chuyện vẫn tốt chứ tiêu kiêu nói khẽ tốt tráng tráng qua loa gật đầu ừm tiếp theo nàng ta nhanh chóng nhìn tiêu kiêu một cái nhưng tiêu kiêu vẫn còn đang nhìn nàng ta nàng ta liền rời tầm mắt thúc giục liên thúy ngữ tiếp theo mộ dung khanh và thương mai liếc nhau đều có chút thất vọng lần này liên thúy ngữ rút được tên của mình bà ta có chút lúng túng để lên bàn được rồi ai đến hỏi Bản vương hỏi, an thân vương bỗng nhiên lên tiếng. Tất cả mọi người nhìn về phía liên thúy ngữ, liên thúy ngữ miễn cưỡng cười một tiếng, vương ra hỏi đi. An thân vương nhìn liên thúy ngữ, hỏi, nếu có một ngày, bản vương muốn rời khỏi kinh thành đi du lãm non sông Đại Chu, người có nguyện ý đi cùng với bản vương không? Đám người nhao nhao nhìn liên thúy ngữ, cũng không ngờ an thân vương lại hỏi thẳng như vậy, đi cùng ông ta, đây không phải có nghĩa là hai người muốn cao chạy xa bay sao? liên thúy ngữ suy nghĩ một chút ta không biết đây là lời thật lòng trần loan loan nhắc nhở liên thúy ngữ nhìn an thân vương trước đó chưa từng nghĩ tới vậy nên bỗng nhiên ngươi hỏi ta như vậy ta quả thực không biết cũng là lời nói trong lòng ta từ giờ trở đi ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ vấn đề này có thể không an thân vương nói liên thúy ngữ nhìn về phía thương mai với ánh mắt cầu cứu thương mai lại làm như không nhìn thấy liên thúy ngữ đành phải nói được ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. An thân vương hỏi vấn đề nóng bỏng này đã khiến trò chơi này trở nên thú vị. Lần này liên thúy ngữ rút được bảng tên của tiêu thác, Trần Loan Loan liền lập tức đứng lên và đụng đổ ghế ngồi, nàng ta vội vàng nói ta muốn hỏi. Tô Thanh bật cười, người cũng quá nóng lòng đi. Trần Loan Loan cũng không quan tâm, nhìn tiêu thác, cố lấy dũng khí hỏi, tiêu thác, người có lấy ta không? Loan Loan tâm thẳng gan lớn mọi người đều biết, nhưng không ngờ nàng ta lại cứ như vậy hỏi trước mặt nhiều người thế này thương mai có chút lo lắng dù sao tiêu thác người này là một người ngoan cố hỏi hắn ta như vậy chưa chắc có được đáp án tốt quả nhiên tiêu thác lắc đầu không cưới khuôn mặt trần loan loan tái nhợt nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định mang theo giọng nghẹn ngào hỏi vì sao là ta không tốt sao tiêu thác suy nghĩ một chút tốt thì tốt nhưng ngươi vô cùng thô lỗ một cô gái không thể giống như ngươi được 12 anh em Hồ Lô nhà họ Trần đứng lên, đi đến bên người Tiêu Thác, Trần Long nắm tay đánh vào vai Tiêu Thác, uy hiếp nói: "Tiêu Thác, chúng ta ra ngoài nói mấy câu." Anh em nhà họ Trần, từng người đều đang hầm hè. Chiến trận này là muốn đánh Tiêu Thác. Trần Loan Loan vỗ bàn một cái, "Không được phép nhiều chuyện, trừ ta ra, không người nào có thể khi dễ hắn." Anh em Hồ Lô thấy muội muội tức giận thì đều ngoan ngoãn trở về chỗ và ngồi xuống. Tiêu thác nghe lời này liền có chút tức giận, vì sao ngươi có thể khi dễ ta? Ta mới không bị ngươi khi dễ, ngươi thật sự là kỳ quái. Tráng tráng kéo tiêu thác một cái, được rồi, ngươi im miệng, tiếp theo, tiếp theo. Trần Loan Loan ngồi xuống, vành mắt đỏ lên, thương mai nhìn nàng ta, thật sự đáng thương. Trần Thái Quân liếc nhìn cô một cái, giống như đang cảnh cáo, lời cam đoán trước đó của cô đâu rồi. Thương Mai có chút sầu hổ di chuyển tầm mắt, tiêu thác người này thật giống như hòn đá, đau thương bất nhập. Xem ra, lần này cô phải xấu hổ với với Trần Lão Thái Quân rồi. Mà lần này, Liên Thúy Ngữ rút được mộ dung khanh. Mọi người đồng loạt nhìn về phía mộ dung khanh, mộ dung khanh lành lạnh nói, cứ hỏi, bản vương một là không có bí mật, thứ hai không có tư tình, ba là chuyện gì cũng có thể nói cho người khác. Người hỏi là Tô Thanh, hắn ta vẫn chưa hỏi đã tự mình che miệng cười trộm, Trần Loan Loan giống như đã quên sự khó xử và thương tâm lúc trước, tò mò hỏi, Tô Thanh, người muốn hỏi điều gì vậy? Tại sao buồn cười như vậy? Hỏi mau, ta cũng muốn cười. chương 309, người còn yêu tiêu kiểu không? Sau khi Tô Thanh cười đủ, thì nhìn về phía mộ dung khanh nghiêm nghị hỏi, được, xin hỏi vương ra, đêm qua cùng vương phi dây dưa tất cả mấy lần nha. Thương Mai cực kỳ lúng túng, Tô Thanh, cái này cũng không thể hỏi, ở đây có nhiều người như vậy. Tô Thanh cũng thật sự quá không biết chừng mực, mẫu thận và lão thái quân đều đang ở đây. Nhưng cũng chỉ có một mình Liên Thúy Ngữ cảm thấy có chút xấu hổ, lão thái quân lại tràn đầy phấn khởi nhìn mộ dung khanh. Mộ dung khanh cũng không ngờ Tô Thanh hỏi như vậy, chuyện phòng the này há có thể thông báo cho người ngoài biết. Nhưng vừa rồi hắn còn lớn tiếng không biết thẹn nói không có chuyện gì không thể nói ra ngoài. Suy nghĩ một chút, hắn nhìn chằm chằm vào Tô Thanh nói hai lần hắn còn nghĩ muốn thêm mấy lần nữa nhưng cô không cho phép a à, trần loan loan ghen tị nhìn thương mai cô thật sự may mắn đám người cười vang thương mai hận không thể chui xuống dưới gầm bàn chuyển chủ đề chuyển chủ đề tiếp theo thương mai vỗ bàn hô to lần này là rút được tráng 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 có thể chỉ định người hỏi nàng ta nhìn thấy cả những người xung quanh cảm thấy vô hại nhất chính là trần thái quân thế là nàng ta nói lão thái quân hỏi thương mai có chút thất vọng việc này nếu để cho cô lão thất an thân vương hay là lễ thân vương hỏi đại khái đều sẽ hỏi nàng ta còn dự định thành thân chưa trần thái quân cười cười lão thân hỏi vậy được rồi lão thân liền vì tiện hỏi một câu xem như bỏ qua cho công chúa đám người nghe lời này không khỏi thất vọng xem ra lão thái quân là có ý định nhường trần thái quân mang vẻ mặt đoan chính nhìn tráng tráng chỉ hỏi sáu chữ giọng nói êm dịu, lại như chấn động nổ bên tai tất cả mọi người, người còn yêu tiêu kiêu không? Hiện trường lập tức lặng im đến mức một cây châm rơi xuống đất cũng đều có thể nghe thấy. Lúc ở hiện đại thương mai cũng có thần tượng, thần tượng của cô chính là thuyền trưởng rách trong cướp biển vùng Caribe. Nhưng bây giờ cô cẩn thận quyết định, sẽ đem thuyền trưởng đến vị trí thứ hai, vị trí thứ nhất chính là Lão Thái Quân, không ai có thể hơn. Vấn đề này cho dù là bất cứ ai ở đây cũng sẽ không hỏi, một là lo lắng đến cảm nhận của tráng tráng, hai là hỏi lời này đã không còn có ý nghĩa. Nhưng thật ra che giấu như vậy cũng không phải cách tốt, tốt nhất chính là như lão thái quân, hỏi chúng tim đen buộc hai người trong cuộc phải đối mặt. Máu trên mặt tráng tráng từng chút từng chút rút đi, nàng ta nắm chặt ly rượu trong tay, không trả lời, cũng không nhìn tiêu kiêu. Tiêu kiêu cũng giống như nàng ta, trong tay cầm một cái ly, ngón tay run nhẹ nhẹ, cũng không dám nhìn bất cứ người nào, ánh mắt cụp xuống. Thương Mai vốn hy vọng hai người có thể thẳng thắn với nhau, nhưng nhìn thấy tráng tráng và tiêu kiêu như vậy, trong lòng cảm thấy khó chịu thay nàng ta, cô vội vàng nói, được rồi, đổi cái khác, đổi cái khác. Tráng tráng ngẩng đầu, nhìn Thương Mai nói, không cần, bản cung có thể trả lời. Sau đó, nàng ta chuyển ánh mắt đến trên người tiêu kiểu, lặng lặng nói, đã từng yêu, nhưng bây giờ không còn yêu, ta và hắn đã là quá khứ, sứ quân có phụ, ta cũng có người thích lần này là sắc mặt tiêu kiêu tái nhợt, hắn ta vẫn không nói chuyện, chỉ uống rượu trong ly. Không ai ngờ đáp án của tráng tráng sẽ như vậy. Trần Lão Thái Quân nói, công chúa, nhất định phải là lời thật lòng. Tráng tráng gật đầu, thật sự là lời thật lòng, nếu không phải thực sự, ta sẽ đột tử đầu đường. Bầu không khí lập tức trở nên khó chịu, mọi người nhìn tráng tráng, thật ra trong lòng đều hiểu, những lời nàng ta nói không phải là lời thật lòng, nhưng nàng lại nguyền rủa mình độc ác như vậy trần thái quân nhẹ nhàng thở dài được rồi lão thân vốn không nên hỏi thương mai hướng liên thúy ngữ nói đem bảng hiệu ném đi đi hôm nay chỉ được phép nói chuyện vui liên thúy ngữ cũng đang ước không phải hỏi nữa tránh cho một lát nữa lại rút được chính mình bầu không khí trầm ngưng khiến yến hội không thể nào tiếp tục được tất cả mọi người đều có chút say mộ dung khanh nói giải tán đi tráng tráng rời tiệc đầu tiên cũng không quay đầu lại đi đám người nhìn về phía tiêu kiêu tiêu kiêu ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh nói nếu giải tán thì giải tán đi nói xong hắn ta cũng đi trước khi đi còn cầm theo một vỏ rượu thương mai và hồ hạnh nhi liếc nhìn nhau hồ hạnh nhi nói được rồi ta cũng đi nàng ta và tráng tráng có chút giao tình vậy nên để nàng ta đi xem tráng tráng lão thái quân cũng rời tiệc lão thân khiến mọi người mất hứng xin lỗi bà ta vừa đi anh em nhà họ Trần đương nhiên cũng đi, loan loan nhìn tiêu thác một cái, giống như có lời muốn nói, nhưng là tiêu thác không nhìn nàng ta, quay người đi, đấy mắt loan loan đáy mắt ảm đạm, bước theo lão thái quân rời đi. Nhu Nhi thấy tất cả mọi người đi, liền hướng Tô Thanh nói, người đưa ta trở về đi. Tô Thanh đương nhiên rất tình nguyện, được, đi thôi. Tướng Phủ Yên tĩnh giống lập tức giống như một đống phế tích. Thương Mai hướng liên thúy ngữ nói, mẫu thân, hay là người dọn đi đi, về liên phủ ở. Không được, liên thúy ngữ lắc đầu, ta vẫn là con gái liên phủ gả ra ngoài, ta ở về ở luôn không thích hợp, khu vực hậu viện là của ta, ta sẽ dọn dẹp ở lại là được, về phần tướng phủ. Bà ta nhìn xung quanh một chút, trả lại triều đình, để triều đình xử lý. Mộ dung khanh nói, không cần trả lại, ban cho nhạc mẫu đi. Tạ ơn, liên thúy ngữ phúc thân. Lần này thương mai rời đi, mang theo phan đan và du ma ma đi, về phần đao lão đại và tiểu khuyên thì lưu lại chăm sóc quế viên và liên thúy ngữ. Đao lão đại tạm thời ở lại nơi này, bên cạnh liên thúy ngữ không có người nào đắc lực, thương mai cũng không yên lòng. Lúc ở trên xe ngựa, mộ dung khanh nói, thật ra mẫu thân nàng nên rời đi, bà ấy ở lại đó, chẳng lẽ là còn quyến luyến với hạ hòe quân. Thương mai biết rằng không phải, bà ta không đi là vì đó là nơi mà con gái bà ta sinh ra và lớn lên, bà ta cũng cảm thấy linh hồn con gái vẫn luôn ở đó, nên bà ta không đi. Lúc mộ dung khanh ban tướng phủ cho bà ta, bà ta vô cùng vui vẻ vì bà ta có thể trông coi những kỷ niệm của con bà ta và con gái. Bà ta cũng chỉ mà một người mẹ đáng thương. Trước lúc này có cửu hận chống đỡ bà ta, nhưng hiện tại Hạ Hoè Quân và lão phu nhân đều đã chết, bà ta lập tức mất đi trèo chống, còn lại cũng chỉ có thương tâm. Vậy nên trước khi rời đi, Thương Mai đã nói bên tai bà ta Hạ Hoè Quân đã chết, nhưng Trần Nguyệt Nhung Hảo Anh Nhiễm và Thái Tử còn sống, bọn họ mới chính là hung thủ thật sự. Để đao lão đại ở lại cũng vì sợ bà ta có điều gì nghĩ quần. Thật ra cô rất hy vọng rằng Liên Thúy Ngữ và An Thân Vương sẽ rời đi, rời khỏi Kinh Thành, rời khỏi nơi này. Thật ra bà ta còn rất trẻ, ba mươi mấy tuổi, chưa đến bốn mươi, bà ta còn có thể có một cuộc sống tốt hơn. Nếu như bà ta có thể thoát khỏi nỗi đau. Đã tìm được Hảo Anh Nhiễm và Trần Nguyệt Nhung chưa? Thương Mai hỏi. Mộ Dung Khanh nói, có tin tức, ta tin rằng vài ngày nữa sẽ tìm được. Thương Mai rúc vào bờ vai của hắn, nhớ tới chuyện ngày đó, mặc dù cô không tận mắt nhìn thấy nguyên chủ hạ Thương Mai bị đánh đập chí tử, nhưng lúc cô xuyên qua tới đã là mình đầy thương tích, bên tai còn có tiếng kêu thê lương văng vẳng chưa tan. Suốt quá trình bạo hành tàn nhẫn đó, nguyên chủ hạ Thương Mai đã sợ hãi đến mức nào? Nàng ta cứ như vậy thê thê thảm thảm chết đi. Mỗi khi nghĩ tới đây, Thương Mai sẽ siết chặt nắm đấm, Cô không thể nào bỏ qua cho mẹ con Trần Nguyệt Nhung và thái tử. Cô đang suy nghĩ thì Mộ Dung Khanh đột nhiên hỏi một câu, "Thương Mai, tối nay nàng có chuyện gấp gì không?" Thương Mai lắc đầu, "Không có, sao thế?" Mộ Dung Khanh lộ ra nụ cười quỷ dị, lại ra vẻ cảnh thái bình giả tạo, "Không có gì." Chương 310, tình yêu khù khờ. Nhưng mà buổi tối Thương Mai có việc quan trọng, cũng không phải việc gì quan trọng cho lắm mà cũng chỉ vì Trần Loan Loan mà thôi nàng ta nhìn thương mai với đôi mắt đỏ hoạch, thương mai, đêm nay người có thể ở lại với ta hay không? Ta muốn tìm người nói chuyện. Thương mai biết vì tiêu thác, đêm nay nàng ta nghe bảo tiêu thác sẽ không cưới mình nên chắc hẳn là đau lòng muốn chết đấy nhỉ. Nhớ đến việc cô từng đồng ý với Trần Thái Quân, sợ rằng phải nuốt lời rồi, bởi thế, cô mới an ủi, được rồi, ta sẽ nói chuyện với ngươi. Vậy đêm nay ta sẽ ở lại vương phủ, ngươi ngủ chung phòng với ta đi, ta không muốn ở một mình. Thương Mai vẫn còn chưa lên tiếng đã nghe thấy Mộ Dung Khanh lập tức lên tiếng, "Để thị nữ ngủ chung với ngươi đi." "Không, ta muốn nói chuyện với Thương Mai." Trần Loan Loan đáp. "Có gì mai rồi nói, bằng không bây giờ nói thêm nửa tiếng nữa cũng được, không cần phải ngủ chung với ngươi." Mộ Dung Khanh kiên quyết phản đối. Trần Loan Loan thấy Mộ Dung Khanh lên giọng bèn cảm thấy tủi thân, vành mắt nàng ta đỏ ửng. Thấy thế, Thương Mai vội vàng nói với Mộ Dung Khanh, "Không sao đâu." để ta ngủ chung với nàng ta một đêm, để tránh cho nàng ta suy nghĩ lung tung. Mộ Dung Khanh sốt ruột, hắn kéo cô sang một bên, đè giọng cáu bản với cô, nàng mới thành thân chưa được bao lâu, sao có thể vứt bỏ bổn vương đi ngủ với nàng ta. Không được, đừng vô lý thế chứ, nàng ta không biết buồn à. Thương Mai đáp, mộ Dung Khanh xị mật, có phải nàng cố ý tránh né bổn vương không? Tại sao ta phải cố ý tránh né chàng? Thương Mai nhìn hắn với vẻ ngỡ ngàng ban đêm chúng ta không phải làm việc à nàng cố tình tránh né mới thành thân chưa được bao lâu mà nàng đã xa lánh bổn vương rồi sau này phải làm sao đây rõ ràng mộ dung khanh cảm thấy hơi tức giận thương mai lúng túng được rồi đợi ta dỗ nàng ta ngủ xong thì sẽ quay lại được rồi chứ gì mộ dung khanh cũng đáp không thể vượt quá giờ tí được ta đồng ý với chàng thương mai bảo đảm hóa ra sở dĩ trần khanh buồn bã là vì sau khi nghe tiêu thác nói thế Trần Thái Quân kêu Trần Loan Loan từ bỏ Tiêu Thác, tìm người khác thành thân. "Đây không phải là ý định ban đầu của ngươi sao? Ngươi còn nói bằng lòng cưới Tô Thanh nữa mà." Thương Mai đáp. Trần Loan Loan lắc đầu, "Ta không biết, ban đầu ta nghĩ như thế thật, nhưng lúc ấy ngươi và Tiêu Thác đều mất tích, ta không biết hai người đi đảo người điên, chỉ nghĩ là hai người xảy ra chuyện gì rồi, ta buồn bã muốn chết, nghĩ bụng nếu hắn mà chết thì ta cũng không sống nữa. Đến lúc ấy ta mới biết hóa ra mình thích hắn như vậy." cả đời người chỉ có thể thành thân một lần mà thôi, ta không muốn thành thân một cách tùy tiện. Thương Mai cầm tay của nàng ta, nhà đầu ngốc, người nghĩ đúng lắm, nhưng người không sợ khi nghe tổ mẫu của mình nói người sẽ chết vào hôm sinh nhật sao. Ta sợ, ta rất sợ chết. Trần Loan Loan quay sang nắm tay Thương Mai, ngẩng đầu lên nhìn cô với đôi mắt yêu thương, nhưng mà ta cũng không muốn gả người khác. Hôm ấy ta thấy ngươi mặc áo cưới, nắm tay vương ra bái lạnh, ta đã nghĩ nếu như ta cũng có thể cưới người ta thích thì tốt rồi, cho dù chết vào hôm sau ngày cưới thì ta cũng bằng lòng. Từ trước đến nay Loan Loan vẫn luôn rất lạc quan, đột nhiên lại trở nên yêu sầu như thế, khiến cho thương mai không khỏi cảm thấy đau lòng. Cô ngẫm nghĩ một lúc, có lẽ tiêu thác cũng thích người một chút, chỉ có điều hắn không hiểu rõ tình cảm của mình mà thôi, trước kia người cố tình thân mật với Tô Thanh, hắn đều cảm thấy không vui, còn gây sự với Tô Thanh nữa, người đừng gấp, có lẽ người và hắn cần thêm một chút thời gian, gần gũi với nhau thử, ngươi cũng không cần phải che che giấu giấu đối xử với hắn tốt một chút nếu làm thế có lẽ hắn sẽ nhận ra được tình cảm của mình ngươi thật sự cảm thấy hắn thích ta sao ánh mắt trần loan loan toát lên hy vọng thương mai nhìn nàng ta thật ra cô cũng không chắc chắn nhưng lại không nỡ làm cho nàng ta thất vọng ta nghĩ như vậy đó trần loan loan nở nụ cười được vậy thì ta sẽ cố gắng hơn nữa nếu như có thể cưới hắn thì bảo ta làm gì ta cũng chịu hết thương mai nhẹ nhàng ôm nàng ta cô thầm thở dài trong lòng, cái đổ đầu gỗ tiêu thác này, người có biết mình hạnh phúc đến mức nào hay không? Nếu như người thật sự không muốn cưới Trần Loan Loan thì hy vọng ngươi nhớ lấy, từng có một cô gái nguyện ý làm tất cả mọi chuyện vì ngươi. Cô biết Trần Loan Loan tin vào lời nói của Trần Thái Quân, nàng ta cũng rất muốn sống tiếp, đêm nay nàng ta nói nếu không phải là tiêu thác thì nàng ta thà rằng không kết hôn, đồng nghĩ với việc không cần tình mạng này nữa, tình cảm ấy vừa chân thành lại vừa đơn thuần, khiến cho cô cảm động vô vàn. Thương Mai quyết định phải đích thân đi nói chuyện với Tiêu Thác. Đến trưa ngày kế, Tiêu Thác cùng Mộ Dung Khanh cùng trở về sau buổi trầu chiều, cô bèn gọi Tiêu Thác lại. Hai người ngồi ở lương đình trong sân, tránh xa Mộ Dung Khanh đang cảm thấy bực bội kia. Hắn cảm thấy không vui khi Thương Mai và Tiêu Thác có bí mật nhỏ với nhau. Thương Mai đi thẳng vào vấn đề chính, Tiêu Thác, ta nói này, người thật lòng không thích loan loan sao? Tiêu Thác không ngờ người lại hỏi mình câu này, hắn cảm thấy hơi khó chịu tại sao ai nấy cũng đều hỏi ta có thích nàng ta không ta thật sự không thích nhưng trước kia loan loan và tô thanh thân mật với nhau chẳng phải ngươi rất giận sao ngươi nghĩ đến ưu điểm của loan loan đi có lẽ ngươi sẽ thích nàng ta thì sao thương mai dẫn dắt tiêu thác đáp ai bảo ta giận đấy lúc ấy ta chỉ bực mình vì tô thanh không dẫn ta đi chung trước kia bọn họ vẫn thường ra ngoài với nhau thương mai không ngờ lại vì như thế xem ra tiêu thác thật sự không thích trần loan loan chuyện tình cảm không thể nào ép buộc được nhưng mà cuối cùng thương mai vẫn thấy không cam lòng thế ngươi thấy loan loan có tốt không hoặc là loan loan có điểm nào làm ngươi tán thưởng nàng ta không tiêu thác ngẫm nghĩ một lúc nàng ta thích cười cười lên trông rất đẹp còn có lúng đồng tiền sẽ không tức giận có lúc ta nói với nàng ta rất nhiều rất nhiều những lời chọc giận người khác mà nàng ta đều không tức giận chắc đây là ưu điểm nàng ta không phải là người có lòng dạ hẹp hòi trong lòng thương mai cảm thấy hơi buồn bã không phải là vì loan loan không tức giận mà là vì nàng ta thật lòng yêu thích tiêu thác nàng ta chỉ muốn làm hắn vui vẻ nên không dám tức giận yêu thích hắn một cách hèn mọn mà thôi thế ngoại trừ việc thô lỗ ra nàng ta có điểm nào khiến cho ngươi không thích không thương mai hỏi tiếp tiêu thác ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp hình như không có thương mai lại hỏi nếu như bây giờ nói với ngươi có thể Loan Loan sẽ thành thân với Tô Thanh, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào? Nói thật lòng cho ta biết đi, nếu như ngươi nói thật, ta sẽ cho ngươi chiếc nhẫn. Nhẫn của ngươi đâu, ta không thấy ngươi đeo. Tiêu Thác vẫn luôn muốn hỏi câu này. Ta cất rồi, Thương Mai nói dối mà không đỏ mặt. Tiêu Thác rất yêu thích chiếc nhẫn ấy, hắn cũng ngẫm nghĩ cẩn thận một lúc rồi mới trả lời Thương Mai, chắc là ta sẽ không vui, nhưng ta cũng không biết vì sao lại không vui. Vừa nghĩ đến cảnh bọn họ thành thân là ta lại thấy không vui Thương mai biết để đối phó với người đầu gỗ thì cần phải nói rõ ràng Thế ngươi có từng nghĩ đến việc Người không vui khi thấy bọn họ thành thân có thể không phải vì Tô Thanh thành thân trước ngươi Mà trong tiềm thức ngươi đã thích Loan Loan Tiêu thác sướng sờ Sao có thể như thế được Ta cảm thấy Loan Loan rất đáng yêu Nhưng ta không muốn cưới nàng ta Tiêu thác à Đừng quên ban đầu Loan Loan hẹn ngươi ra ngoài Ngươi đã kêu Tô Thanh đi thế ngươi vậy thì tại sao bây giờ nghe nói Tô Thanh và Trần Loan Loan sắp thành thân ngươi lại không vui, không thấy mâu thuẫn à? chương 311, Trần Nguyệt Nhung bị bắt lại rồi. Tiêu Thác nghe Thương Mai nói thế, trong lòng hắn cũng bắt đầu cảm thấy mơ hồ. Trước kia đúng là hắn từng nghĩ để cho Tô Thanh cưới Loan Loan, bởi vì Loan Loan vẫn luôn ồn ào bên tai hắn, giống như con chim ác là hắn không thích chút nào. Nhưng mà nếu như Tô Thanh thật sự cưới Loan Loan, thế, ta muốn nghĩ kỹ một chút ta không biết nữa tiêu thác đáp thương mai thấy dường như hắn đã hơi thông suốt rồi cô bèn nói đi đi nghĩ cẩn thận lại một chút loan loan là một cô gái tốt xứng đáng được ngươi đối xử tốt sau khi tiêu thác bỏ đi trần loan loan mới bước từ trong phòng ra nàng ta nhìn thương mai với vẻ cảm kích cảm ơn ngươi thương mai đáp không cần sốt ruột hắn rất chậm nhiệt có lẽ vẫn còn chưa hiểu suy nghĩ thật sự trong lòng mình tiêu thác là người tập võ trước giờ vẫn luôn xem nhẹ việc tình cảm không cũng có thể nói trước giờ hắn vẫn chưa từng nghĩ đến việc này càng chưa từng nghĩ đến việc thành thân đột nhiên nói với hắn có một cô gái thích hắn muốn cưới hắn có thể hắn sẽ không biết phải làm sao giống như loan loan đã quyết tâm rồi vậy ta sẽ đợi hắn dù hắn có cưới ta hay không thì ta cũng sẽ không cưới người khác thương mai vỗ vỗ tay nàng ta yên tâm đi hắn sẽ nghĩ thông suốt thôi hy vọng là ta có thể đợi được đến lúc ấy trần loan loan nở nụ cười sán lạn vẻ bi thường hằn lên trên ánh mắt thương mai nhìn nàng ta trong lòng cảm thấy hơi buồn bã đã từng là một cô gái xinh tươi như thế bây giờ lại chìm mình trong cơn âu sầu cô đã từng nghĩ một người có tính cách như trần loan loan thì cả đời cũng không biết oán sầu là gì bây giờ mình cũng được xem như đã hạnh phúc cô hy vọng tráng tráng và loan loan cũng có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình hai ngày sau xem như nhận được tin tức tốt đã tìm thấy Trần Nguyệt Nhung và Hạ Oanh Nhiễm, đã mang về kinh thành, tạm thời sắp xếp cho bọn họ sống trong phủ thừa tướng để đan thanh huyện chúa canh chừng. Phủ thừa tướng dính líu đến vụ án tham ô, sau khi Hạ Hoè quân chết, ngoại trừ phủ thừa tướng ra thì những tài sản khác trong nhà đều bị niêm phong, vàng bạc châu báu mà Trần Nguyệt Nhung đem đi tất nhiên cũng được trả lại cho triều đình. Ngộ Dung Khanh giao người lại cho đan thanh huyện chúa là vì không muốn quan phủ nhúng tay vào chuyện này, để thương mai kết thúc ân oán tình thù giữa bọn họ. Trần Nguyệt Nhung và Hạ Oanh Nhiễm đều hết sức nhếch nhác, bọn họ luôn đi về phía Bắc, dừng chân ở huyện Hòe, cũng nghe thấy tin từ Kinh Thành. Bọn họ cứ ngỡ rằng sau khi thừa tướng Hạ chết, sẽ không ai truy cứu mẹ con bọn họ nữa. Nhưng mà, không ngờ mộ dung khanh lại khăng khăng không bỏ qua cho bọn họ, còn chưa kịp sống yên ổn đã bị bắt. Căn nhà bên cạnh hồ của Liên Thúy Ngữ đã xây dựng xong, hai ngày nay bọn họ đều sống trong căn nhà này, nhã thất vẫn chưa gỡ xong, Thùy Nga và những hạ nhân khác trong phủ đều đã đi hết rồi. Trần Nguyệt Nhung và Hạ Oanh Nhiễm bị dẫn đến trước mặt Liên Thúy Ngữ, Liên Thúy Ngữ nhìn nữ nhân hết sức nhếch nhác trước mặt mình, ngọn lửa hận sục sôi trong lòng. Trước lúc con gái chết, thực ra bà ta chưa từng hận Trần Nguyệt Nhung, phu quân của bà ta thay lòng đổi dạ yêu thương Trần Nguyệt Nhung, đó không phải là lỗi của Trần Nguyệt Nhung, không phải là Trần Nguyệt Nhung thì cũng sẽ có nữ nhân khác mà thôi. Thế nhưng, lúc con gái mình chết trong tay Trần Nguyệt Nhung, ngày ngày đêm đêm bà ta chỉ nghĩ đến việc báo thù rửa hận. Rõ ràng Trần Nguyệt Nhung rất sợ hãi, nhưng Hạ Oanh nhiễm lại hung hăng vô cùng, người bắt bọn ta về đấy à? Mắc mớ gì, nữ nhân độc ác, người đã hại chết phụ thân đấy. Đào lão đại nhìn thấy bà ta ngang ngược như thế bèn gắt gỏng, câm miệng, còn chưa đến lượt ngươi lên tiếng đâu. Liên Thúy Ngữ nhìn Hạ Oanh nhiễm, Hạ Hòe Quân không phải là phụ thân của ngươi, phụ thân của ngươi chính là Trần Ninh, mẫu thân của ngươi biết rất rõ, tất nhiên bây giờ hạ oanh nhiễm cũng đã biết sự thật này thế nhưng bà ta sẽ không thừa nhận dù bây giờ hạ hòe quân đã chết dù danh tiếng của ông ta rất tệ hại nhưng dù gì vẫn tốt hơn hạng vô lại như trần ninh người đừng nói nói năng sằng bậy ta không tin lời bà đâu hạ oanh nhiễm hừ hừ phu nhân người vẫn không định nói sự thật cho nàng ta nghe hay sao liên thúy ngữ nhìn trần nguyệt nhung tiếng phu nhân của bà ta rất chói tai trần nguyệt nhung quỳ phịch xuống huyện chúa Ta tự biết trước kia ta sai rồi, xin người đừng chấp phạt tiểu nhân, tha cho ta đi, người muốn ta làm gì thì ta cũng đồng ý hết, dù chỉ làm một con chó bên cạnh người, ta cũng bằng lòng, chỉ xin người tha cho ta một mạng." Hạ anh nhiếm thấy mẹ mình không có cốt khí như thế, nàng ta nổi trận lôi đình, "Mẫu thân, mẫu thân điên rồi à? Tại sao phải xin bà ta? Bà ta có làm gì được chúng ta đâu, phụ thân còn chưa có Hưu Mẫu thân, mẫu thân vẫn là thiếp thất trong phủ thừa tướng." trước lúc chết phụ thân cũng không có nhận tội, cho dù có thì cũng sẽ không dính líu đến cửu tộc. Còn cầm miệng cho ta, không được cái lại huyện chúa. Không ngờ Trần Nguyệt Nhung lại quay đầu quát vào mặt Hạ Oanh Nhiễm. Hạ Oanh Nhiễm gần như không thể tin vào tai mình, mẫu thân. Trần Nguyệt Nhung quỳ lên trước một bước, dập đầu rồi nói, huyện chúa, con tôi không hiểu chuyện, xin người đừng chấp phạt nó. Liên Thúy Ngữ hờ hững mà nói, yên tâm đi, ta sẽ không đụng đến con của bà, nàng ta có thể đi. Oan có đầu, hận có chủ, bà ấy chỉ muốn tìm Trần Nguyệt Nhung. Tất nhiên cũng có phần hạ oanh nhiễm, nhưng mà bà ấy muốn tha mạng cho hạ oanh nhiễm, không phải vì mềm lòng, mà là vì tất cả những gì hạ oanh nhiễm làm đều là do Trần Nguyệt Nhung suối bậy. Hạ oanh nhiễm sai ở chỗ không biết tự lượng sức mình mà muốn trèo cao, sau này cuộc đời sẽ dạy cho nàng ta một bài học, phải biết đủ mới có thể thấy hạnh phúc. Đương nhiên rồi, nàng ta sẽ không biết đủ, cũng định trước cuộc đời thê thảm của nàng ta. Hạ anh nhiễm nghe thấy thế bèn cười lạnh, ta không cần bà thả, ta muốn đi thì đi. Sau khi nói dứt lời, nàng ta cầm vàng bạc châu báu lên toan bỏ đi. Đao lão đại chặn trước mặt nàng ta, những thứ này đều phải trả lại cho triều đình, không được phép mang đi. Hạ anh nhiễm tức tối, ít nhiều gì cũng phải đưa ngân phiếu cho tôi chứ, không có bạc thì sau này tôi biết phải sống thế nào. Sao ăn cơm được, làm sao trả tiền cho hạ nhân. Ngươi còn muốn hạ nhân nữa à? Nằm mơ đi, Đao Lão Đại hừ hừ. Liên Thúy Ngữ nhìn Đao Lão Đại, cho nàng ta một trăm lượng. Một trăm lượng thì làm gì được? Còn chưa mua được cái nhà nữa. Bây giờ căn nhà tốt một chút trong kinh thành cũng đã một ngàn lượng rồi. Một trăm lượng làm gì được? Liên Thúy Ngữ nhìn Hạ Oanh nhiễm một trăm lượng này là tiền Hạ Lâm đã cất chứ ở chỗ của ta hồi trước. Ngươi là chị của Hạ Lâm nên ta đưa một trăm lượng này cho ngươi. Một trăm lượng là mức tiêu xài của người bình thường trong vòng ba năm, nếu như người xài tiết kiệm một chút thì nhiều đây đã đủ dùng đến lúc xuất giá rồi. Tiền lương của hạ nhân trong phủ chỉ có 500 văn tiền cho đến hai lượng bạc mỗi tháng, một trăm lượng đúng thật đã là con số lớn rồi. Quế viên đứng bên cạnh nói khẽ, huyện chúa, người không cần phải cho nàng ta nhiều bạc như vậy. Liên thúy ngữ mỉm cười, không, cần phải làm thế. Một là vì đúng là trước kia Hạ Lâm đã cho bà ấy 100 lượng này, cứ nhét tiền cho bà ấy mãi, bảo là cho bà ấy tiền mua đồ ăn thức uống. Hay là, đúng là tạm thời Hạ Oanh Nhiễm cũng cần phải sống. Đợi sau khi xài hết 100 lượng này thì nàng ta sẽ biết tình người ấm lạnh ngay. Nếu như không cho nàng ta một xu, nàng ta sẽ nhanh chóng chết đói, làm tổn hại danh tiếng của thương mai. Nhưng nếu như do bản thân nàng ta dùng hết thì làm gì có ai nói thương mai được câu nào nữa. Trần Nguyệt Nhung thấy Hạ Oanh Nhiễm có thể thuận lợi rời khỏi đây, bà ta nhìn Liên Thúy Ngữ với vẻ trông chờ, huyện chúa, người giữ ta lại làm nô tỳ đi, nhất định tôi sẽ hầu hạ người chu đáo. Bà ta cứ nghĩ rằng Liên Thúy Ngữ đã mềm lòng, có thể bắt nạt, nếu như bằng lòng Thảo Oanh Nhiễm đi, tất nhiên sẽ không làm khó mình. Nhưng mà rõ ràng bà ta sai rồi. Liên Thúy Ngữ không người xuống, bà ấy nở nụ cười như có như không, không, Nguyệt Nhung phu nhân, phải là ta tìm người hầu hạ bà Chu đáo mới đúng. Bà ấy ngẩng đầu lên, gương mặt bị phủ trong màn xương lạnh lẽo, tiểu đao, nhốt bà ta vào trong nhã thất trước đi. Rồi sau đó, bà ấy lại dặn dò quế viên, người đi tìm thợ hồ, xây bức tường xung quanh nhã thất, rồi lại làm một cái lồng sắt. Bà ta không giết người, nhưng bà ta lại muốn Trần Nguyệt Nhung sống không bằng chết, đến con chó cũng không bằng. Chương 312, dù MAMA được tuyên triệu vào cung khi thương mai đi đến thợ đá ở bên trong trọn gạch rồi đao lão đại cũng giúp chuyển gạch nhìn thấy thương mai đến khẽ lau mồ hôi hột trên trán lộ vẻ nụ cười đại tiểu thư trở về rồi tiểu khuyên cười nói bây giờ nên gọi là vương phi rồi vương phi đao lão đại cười hắc hắc một tiếng bộ dạng có hơi ngại thương mai thấy vậy thì lấy khăn tay ra lau mồ hôi thay cho hắn ta mệt rồi nhỉ không mệt có việc làm tốt Đao lão đại những ngày này đều luôn rất nhàn rỗi, trong lòng không cân bằng, hắn ta cứ cho rằng mỗi bữa cơm của hắn ta đều có thịt ăn, lại không có việc gì làm thì hổ thẹn với thương mai và huyện chúa. "Chú ý nghỉ ngơi." Thương mai nói, "Mẫu thân đâu rồi?" Ở trong căn nhà gỗ xem sách, Đao lão đại nói. Thương mai đi qua đó, quả nhiên thấy bà ta đang ở trong căn nhà gỗ đọc sách, thấy thương mai đến thì khẽ mỉm cười, "Về rồi sao?" "Ừm, um, phải, Trần Nguyệt Nhung đang ở đâu?" Liên Thúy Ngữ chỉ vào nhã thất, tạm thời nhốt bên trong. Mẫu thân định xử lý bà ta như thế nào? Ý của thương mai là giết bà ta, tránh nhìn thấy mắt lại bốc hỏa. Liên Thúy Ngữ để sách xuống, con thấy sao? Thương Mai nói, con cho rằng không cần thiết giữ lại, loại nữ nhân này, sớm muộn cũng là một tai họa. Liên Thúy Ngữ ừm một tiếng, nhưng, lại có ý tứ của mình, giết bà ta cũng vô dụng, Thương Mai cũng không quay lại được, giữ lại bà ta đi. Thương Mai có hơi khó chấp nhận, giữ bà ta lại. Ý của mẫu thân là còn muốn cấp dưỡng cho bà ta. Ta lệnh cho người chế tạo một cái lồng cho bà ta, bà ta sau này sống ở cái lồng đó. Hơn nữa, ta định chuyển bài vị của liệt tổ liệt tổng hạ ra đến nhã thất. Sau này, nếu như Trần Nguyệt Nhung chết rồi, cũng có một bài vị để bà ta làm hạ phu nhân. Thương Mai bỗng hiểu ý tứ của Liên Thúy Ngữ. bà ta muốn mỗi ngày liệt tổ liệt tông của hạ gia đều nhìn Trần Nguyệt Nhung, nhìn chăm chăm bà ta, mà Trần Nguyệt Nhung cũng sẽ trở thành phu nhân của Hạ Hòe Quân, hung thủ ngoại tình còn giết hại huyết mạch Hạ Gia lại trở thành phu nhân của Hạ Gia. Đây cũng luôn là tâm nguyện của Trần Nguyệt Nhung, không phải sao. Bà ta đều luôn muốn trở thành phu nhân. Đây quả thật có thú vị hơn là giết bà ta. Liên Thúy Ngữ thấy Thương Mai không lên tiếng, tưởng cô phản đối thì khẽ thở dài, thật ra, ta đâu phải không muốn giết bà ta. Chỉ là, bà ta trung quy cũng là mẫu thân của Lâm Lâm. Nghĩ đến Hạ Lâm, trong lòng Thương Mai lại khó chịu một trận, bà ta thật ra cũng không yêu Lâm Lâm, Lâm Lâm xảy ra chuyện đến nay, bà ta ngay cả hỏi cũng không có hỏi tới, ở trong lòng bà ta, Lâm Lâm không có giá trị lợi dụng. Lâm Lâm đơn thuần, nó sẽ không nghĩ nhiều như thế, nó chỉ cho rằng Trần Nguyệt Nhung là mẫu thân ruột của nó, nó phải nghe lời của bà ta, người ngoài nói cho Lâm Lâm ta là đích mẫu, cho nên nó tôn kính ta, Thương Mai, con không phải từ nhỏ nhìn Lâm Lâm lớn lên hay sao? con không biết đứa trẻ này ngoan ngoãn đến cỡ nào con không nhịn được khi thấy nó có một chút đau lòng thương mai thật ra hiểu ở trong năm tháng lạnh lẽo đó cho dù chỉ tốt một chút đều khiến người ta cả đời không thể quên được cùng hôm đó ở cửa của tướng phủ cô bị nhốt ở bên ngoài là quý viên cho cô nước và màn thầu phần ân tình này cô cũng không thể quên lâm lâm đơn thuần mang đến hy vọng và tiếng cười cho liên thúy ngữ khi trái tim đã chết lặng cho nên bà ta cuối cùng vẫn nghĩ đến lòng tốt này của lâm lâm cô nói mẫu thân người muốn làm như nào thì làm như thế bà ta là kẻ thù của mẫu thân người có quyền quyết định xử lý bà ta như thế nào thương mai nhìn bà ta cứ cảm thấy bà ta còn có nguyên nhân khác liên thúy ngữ cầm sách lên yên lặng ngồi xuống thật ra thương mai đoán không sai còn có một nguyên nhân rất quan trọng đó chính là trần nguyệt nhung chết rồi bà ta dường như cũng mất đi mục tiêu để sống tiếp Trước đây bà ta luôn chống đỡ chỉ vì trả thù, hiện nay có thể một đao giết chết Trần Nguyệt Nhung, nhưng sau khi giết rồi thì sao? Trái tim này liền trống rỗng rồi. Thái tử Mộ Dung Trịnh tự nhiên cũng là người giết hại thương mai, nhưng bà ta biết, Mộ Dung Trịnh không phải là người bà ta có thể động vào, cho nên cô dứt khoát giữ lại Trần Nguyệt Nhung, có thể tự lừa dối mình. Thương Mai ở cửa liếc nhìn Trần Nguyệt Nhung, bà ta cuộn người trong lòng, rất là bi thảm, bà ta đại khái không ngờ mình sẽ có kết cục này nhìn thấy thương mai bà ta bỗng ngẩng đầu không thèm nghĩ ngợi mà dập đầu với thương mai đại tiểu thư đại tiểu thư cầu xin người tha cho ta tha cho ta thương mai nghĩ đến hôm đó bà ta ngồi trên ghế ở hàng lang sân biểu cảm cay độc cứ thế nôn nóng muốn bước chết nguyên chủ ngắn ngủi mấy tháng mọi thứ đều nghịch chuyển rồi quả thật không có cần thiết phải giết bà ta trước kia thương mai rời xa đã nghĩ như thế tướng phủ bắt đầu xây dựng lại sau khi xây dựng lại, đương nhiên sẽ không là tướng phủ nữa. Thương Mai đã hỏi Liên Thúy Ngữ, muốn treo biển gì? Liên Thúy Ngữ nghĩ một lát, nói, gọi là Thính Vũ Hiên đi. Một phủ đệ đã đổi tên thành một đình Việt, nhưng Thương Mai hiểu ý tứ của bà ta. Sau này, bà ta chỉ cầu có thể trải qua cuộc sống đêm ngủ nghe gió thổi mưa rơi, không nhọc lòng màng đến thế sự. Chớp mắt, hai tháng đã trôi qua. Trong hai tháng này, Thương Mai và Mộ Dung Khanh đều trải qua vô cùng bình yên, Tất cả mọi người đều sống rất tốt, dường như một chuyện trong kinh đều bình lặng. Nhưng, kinh thành sẽ không bình lặng như hương, mọi sự bình yên đều chỉ là bình yên trước cơn bão. Mùng 3 tháng 11, Hoàng hậu hạ chỉ, truyền Phan Đan và Du Ma, Ma hồi cung. Hoàng hậu đã không tin nhiệm Du Ma Ma, Du Ma Ma sau khi về cung sẽ gặp phải cái gì, Thương Mai tự nhiên biết. Cho nên, ngày thứ hai sau khi Du Ma, Ma về cung, Thương Mai vào cung gặp Hoàng hậu. Trong hai tháng nay, cô thân là nhiếp chính Vương Phi, cũng đã vào cung thỉnh An vô số lần. Đương nhiên, chủ yếu là thỉnh An Hoàng Thái Hậu, bên Hoàng Hậu cũng từng đến, nhưng Hoàng Hậu rõ ràng không quá thích gặp cô, không thoải mái mà muốn đuổi cô đi. Thương Mai trước tiên đi thỉnh An Hoàng Thái Hậu, cùng Hoàng Thái Hậu nói nói một lúc, mới đi để tĩnh Ninh Cung. Lần này, Hoàng Hậu không có viện cớ từ chối, mà cho cô vào cung. Thương Mai dẫn Tiểu Khuyên, đi trên nền đá màu trắng trơn bóng sạch sẽ ở tính ninh cung, mặt sàn sáng bóng, cô cúi đầu, gần như có thể nhìn thấy hình bóng phản chiếu của mình. Hoàng hậu ngồi trên chỗ cao ở chính điện, giống như lần đầu tiên thương mai vào cung nhìn thấy, cao cao tại thượng, cả đời kiêu hãnh. Mà du ma ma đứng bên cạnh bà ta, thương mai nhìn thấy trên mặt bà ta có mấy dấu tay, trong lòng hơi tối lại. Tham kiến hoàng hậu nương nương, thương mai bước lên hành lễ. Hoàng hậu nhìn cô, bỗng nở nụ cười, nụ cười đó cực kỳ dễ dàng dường như khóe miệng nhếch lên chính là một nụ cười nhân hậu thương mai à không cần khách sáo như thế chúng ta hiện nay đều là người một nhà rồi lại đây ngồi thương mai nhún người đáp lễ sau đó đi tới ngồi xuống tạ nương nương người cũng giống như lão thất gọi bổn cung là hoàng tẩu không phải nên như thế sao cái gì mà nương nương xa lạ biết mấy hoàng hậu mỉm cười nói thương mai lại biết Mộ Dung Khanh rất ít gọi bà ta là hoàng tẩu, đều là xưng hô một tiếng hoàng hậu nương nương. Vâng, Thương Mai đáp. Hoàng hậu thấy Thương Mai ngồi xuống, liền nói với Du Mama còn không đi pha trà. Suốt cung mấy tháng, ngay cả cách hầu hạ người khác cũng không hiểu rồi. Giọng nói của bà ta rất nghiêm khắc cũng rất châm chọc, dường như là nói cho Thương Mai nghe. Du Mama cúi người, phải, nô tỳ bây giờ đi. Bà ta vội vàng đi ra ngoài, khi đi qua người thương mai thì ra hiệu bằng mắt với thương mai, ý tứ chính là kêu thương mai đừng ra mặt vì bà ta. Hai người đồng cam cộng khổ trong mấy tháng thì đã tâm linh tương thông, một ánh mắt thì biết đối phương muốn nói cái gì. Chương 313, hứa lần nữa. Sau khi Ju Mama đi, hoàng hậu nói, bà ta trước đó khi hầu hạ ngươi, có khiến ngươi hài lòng. Thương mai nói, mama rất chu cáo. Hoàng hậu khẽ mỉm cười, chú đáo là tốt nhưng trung thành mới là tốt nhất, nếu như nô tài bất trung, có chu đáo hơn nữa cũng không dùng được. Thương Mai nhìn Hoàng hậu, cũng không định vòng vo nói chuyện với Hoàng hậu, nương nương, ta hôm nay đến là có một chuyện muốn nhờ. Ồ, Hoàng hậu ngẩng đầu, giả bộ kinh ngạc hỏi, nhiếp chính vương phi ngươi mà cầu bổn cung. Hiện nay trong chiều người nắm quyền là vương gia, vương phi ngươi liền ngang hàng với mẫu nghi thiên hạ rồi, chỉ sợ ngay cả hoàng hậu như bổn cung cũng phải nhìn sắc mặt của ngươi, đừng nói cầu, có chuyện gì ngươi căn dặn một tiếng là được. Lời này bà ta mỉm cười khi nói, nhưng, ý vị châm chọc trong đó từ bên ngoài Thái Bình Dương cũng có thể nghe ra được. Thương Mai vội đứng dậy cúi người, nương nương đừng nói như thế, oan cho Thương Mai rồi. Ngồi xuống đi, bổn cung nói đùa với ngươi, tự nhiên biết ngươi sẽ không bá đạo giống như vương gia nhà ngươi. Hoàng hậu đè tay đè xuống nói. Thương Mai giải bộ hoảng sợ ngồi xuống, trong lòng lại biết ý này của hoàng hậu nói bá đạo là vì hôm qua khi thiết triều, mộ dung khanh đã từ chối đề nghị xem xét lại thuế má của thái Tứ, trước đó bởi vì đại hôn của nhiếp chính vương, thái hoàng thái hậu hạ chỉ miễn thuế nửa năm nhưng thái tử cho rằng hiện nay quốc khố chống giống hơn nữa đã vào thu hạn hán khắp các nơi báo về quốc khố cần ngân lượng để tiến hành cứu trợ thiên tai chuyện này cũng được nhiều đại thần tán đồng nhưng mộ dung khanh ở lúc đề xuất phương án thì trực tiếp từ chối Thậm chí không thảo luận về nó. Sự bá đạo cỡ này thật sự chọc giận hoàng hậu và phe phái của thái phó một trận. Dù ma, ma bê trà vào, trước tiên là dâng cho hoàng hậu, sau đó mới đưa cho thương mai. Sau khi dâng trà xong, bà ta quay lại đứng đằng sau hoàng hậu, tay buông thóng. Hoàng hậu điềm nhiên cầm ly trà, sắc mặt thay đổi, lập tức hát ly trà vào du ma ma, đanh giọng nói trà này sao nóng như thế, người muốn bỏng chết phương phi à? ly trà này trực tiếp hắt vào mẫu bàn tay của du ma ma du ma ma không dám kêu đau vội vàng quỳ xuống nô tỳ có tội hoàng hậu nương nương bất giận bất giận người xuất cung mấy tháng sợ là làm chủ tử rồi vậy mà ngay cả cách hầu hạ người khác cũng không biết tốt xấu gì người cũng ở trong cung nhiều năm như thế lại quên mất bổn phận như này bổn cung thật sự mắt mù rồi đưa ngươi đến chỗ vương phi làm mất mặt bổn cung hoàng hậu nghiêm nghị nói đều là nói cho Thương Mai nghe. Thương Mai nhìn thấy mờ u bàn tay của Du Ma Ma đỏ một mảng, trong lòng tức tối, nhưng ngoài mặt vẫn không thể biểu hiện ra, nếu không, Du Ma Ma còn phải chịu dày vò hơn. Cô mỉm cười bước tới, Hoàng Tẩu Hà tất gì phải tức giận chứ? Nô tỳ hầu hạ không vừa ý thì đổi người khác là được. Nói xong, cô đành giọng quát Du Ma Ma, còn không mau thu dọn đi. Còn chọc Hoàng hậu nương nương tức giận nữa, ngay cả bản vương phi cũng không tha cho ngươi. Dù ma ma vội vàng thu dọn, dạ, nô tỳ biết tội rồi. Hoàng hậu thấy dù ma ma đi ra ngoài, lại liếc nhìn thương mai, thật là thứ không hiểu quy củ. Không hiểu quy tắc này, rõ là nói dù ma ma, nhưng ám chỉ thương mai, nói cô phân phó dù ma ma đi xuống, nơi này là tĩnh ninh cung, còn chưa đến lượt nhiếp chính vương phi như cô hạ lệnh. Thương mai giả bộ không biết, vẫn cười nói, hoàng tẩu tức giận với nô tài làm gì. Hại cơ thể. Cô đỡ hoàng hậu ngồi xuống, nói thật ra, lần này ta vào cung, chủ yếu là vì chuyện của Lương Vương mà đến. Hoàng hậu nghe thấy cô nói đến Lương Vương, đáy mắt cuối cùng phủ một tầng giận dữ Lương Vương. Vương Phi còn nhớ Lương Vương, còn tưởng sớm đã quên mất hắn rồi. Sao có thể chứ? Thương Mai nói ra chuyện đã xảy ra sau khi cô định chữa trị cho Lương Vương vào lần trước, lúc đó, Lương Vương rất tức giận, đuổi ta ra ngoài, hơn nữa nói sau này cũng không cần ta chữa trị, lúc đó, ta liền muốn vào cung thương lượng với hoàng tẩu, nhưng lúc đó xảy ra quá nhiều chuyện, hoàng tẩu cũng biết, hiện nay sự tình đều bình ổn lại, ta cảm thấy nên nhanh chóng giải quyết chuyện này, làm cho yên. Hoàng hậu cười lạnh, bỏ đi, người cũng không cần chữa trị cho nó, nó đã vào cung nói với bổn cung rồi, không muốn người chữa trị cho nó nữa. Hoàng tẩu, ta hiện nay thật sự nắm chắc, thương mai nói, có nắm chắc cũng không được, nó nói rồi, sẽ không chữa trị nữa. Thương Mai khẽ nói, vậy có thể không phải phương diện chữa trị, có thể nói với Lương Vương chữa động kinh, cũng chính là động kinh cục bộ, hoặc là chân bị tật, ta hiện nay biết được một loại phương pháp chữa trị, là châm cứu, từ đầu châm xuống thì có thể đối ứng. Chỗ đó. Ý của ngươi là không cần. Thương Mai gật đầu, phải, không cần phải kiểm tra. Sắc mặt của hoàng hậu lúc này chuyển biến tốt hơn một chút, trước đó Lương Vương vào cung, nói với bà ta sẽ không để bất kỳ ai chữa trị nữa, hơn nữa cũng nổi nóng một trận, nói sao có thể để một nữ tử chữa trị chỗ đó của hắn, nếu như nói hiện nay không cần kiểm tra chỗ đó, cũng không cần hạ châm ở chỗ đó, mọi vấn đề đều giải quyết rồi. Hoàng hậu nhìn cô, người thật sự nắm chắc, bồn cung không phải rất yên tâm, dù sao người trước đó đã từng hứa chữa khỏi trong ba tháng. Thương Mai chân thành nói, Lương Vương là người tốt, ta cũng hy vọng hắn tốt trở lại, không vì nguyên nhân gì khác, đơn thuần là vì hắn. Người vẫn là nói xem mục đích khác của người đi, bổn cung không thích nợ người khác. Hoàng hậu nhàn nhạt, nhạt nói, bà ta không tin mấy lời tình nghĩa mà vì tốt muốn cho lương vương của thương mai, bà ta không tin. Loại nữ nhân này, từng tin tưởng được sao? Thương mai khẽ mỉm cười, nếu đã như thế, vậy thì tiếp tục để du ma ma về hầu hạ bên cạnh ta đi, mấy tháng nay cũng đã quen với bà ta rồi. Chỉ như thế, hoàng hậu có hơi không tin. Phải, chỉ như thế. Thương Mai nói. Hoàng hậu không khỏi nhìn cô mấy lần, cuối cùng nói, đó là tự ngươi đưa ra, bổn cung cũng không nợ ngươi cái gì, sau này đừng có mượn chuyện này đến đòi thưởng với bổn cung. Bà ta trước đó nhắc Thương Mai lên cao như thế, gì mà nhiếp chính vương phi mẫu nghi thiên hạ, hiện nay lại nói muốn đòi thưởng, có thể thấy trong lòng bà ta căn bản chưa từng xem Thương Mai và bà ta là người cùng một tầng thứ. Thương Mai thuận lợi dẫn Du Ma Ma đi, đương nhiên rồi, nếu như chữa không khỏi cho Lương Vương, dù ma ma vẫn phải về cung, hơn nữa cái chờ đợi bà ta chính là một con đường chết. Hòm thuốc của thương mai để trên xe ngựa, cho nên sau khi lên xe ngựa thì lập tức lấy ra cao bị bỏng bôi cho dù ma ma. Dù ma ma nước mắt lưng tròng, vương phi không cần vì nô tỳ mà tốn nhiều thời gian, nô tỳ không xứng đáng. Thương mai đầu cũng không ngẩng. Tiếp tục bôi thuốc mỡ, ngày trước mama không màng mọi thứ đi theo ta, trải qua sống chết, nếu ta vào lúc này bỏ lại mama Hạ Thương Mai ta chính là người lương tâm bị chó tha rồi. Dù ma ma khịt khịt mũi, có thể thấy Nô tì lúc đầu không có đánh cược nhầm. Thương Mai ngẩng đầu, nhìn dấu tay trên mặt bà ta, mới về cung thì bị bà ta đánh, có thể thấy cũng chỉ là tìm ngươi chút giận. Không sao, không cần đau lòng cho Nô tì, những khổ sở này ngày trước cũng chịu không ít. Thương Mai nghe lời này, ngược lại có hơi kinh ngạc, bà ta đích thân động thủ đánh ngươi hay là cho ngươi đánh? bà ta sẽ không đích thân động thủ, đều là gọi người động thủ, phàm là những chuyện không vừa lòng, thì liền lấy nô tài trong cung ra trúc giật, bị tát như này, ngày trước ta cũng từng thử nhiều lần rồi. Ta vốn tưởng, bà ta ít nhiều có khí độ của hoàng hậu. Nói như thế, tính khí của hoàng hậu rất là nóng này. chương 314, Lương Vương chuyển biến tốt. Thương Mai gả vào vương phủ đã hai tháng, cũng chưa có đi thỉnh an quý thái phi. Mộ Dung Khanh nói rồi, không cần đi, đương nhiên, quý thái phi cũng không muốn nhìn thấy cô. Cô tự nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng đều bình yên vô sự, chẳng qua là mọi người đều đang nhẫn nhịn thôi. Trong phủ trừ nghiêm vinh gia, thương mai tương đối thích hai người hầu mới tới là khinh mặc và khinh trần, bọn họ là huynh đệ, ở trong phủ cũng được 3-4 năm rồi. Trước đó luôn hầu hạ ở tiêu tương các, tiêu tương các là viện tử của mộ dung khanh, nhưng bọn họ không thể vào tầm thất của mộ dung khanh, chỉ có thể giúp việc ở chỗ khác tiêu tiêu các không có nữ tử, sau khi thương mai gả vào mới có tiểu khuyên và du ma, ma nhưng mộ dung khanh vẫn không để nữ tử vào tầm thất của hắn, sau đó thương mai nói với hắn, hoặc là tự hắn thu dọn, hoặc là cô dọn, hắn nghĩ mấy buổi tối mới đáp ứng để du Mama ma và tiểu khuyên bước vào tầm thất. Hắn không thích dọn dẹp, cũng không nỡ để thương mai đi dọn dẹp, chỉ đành nhượng bộ thỏa hiệp. Trước đây chuyện trong phủ do tư trúc cô cô lo liệu, hiện nay tư trúc cô cô không ở đây nữa, thì do A Phúc lo liệu, hiện nay thương mai gả vào, cô là đương gia chủ mẫu, chuyện trong phủ tự nhiên do cô làm chủ, cô bèn điều huynh đệ khinh trần đến. Thế lực của A Phúc, trong lúc vô hình đã bị thương mai dẹp. Đây nhất định là muốn chạm đến vảy ngược của quý thái phi. Thương mai không định nhượng bộ, bởi vì, có khi người chủ động bước lên bước đầu tiên tốt hơn là bị người khác ép người lùi lại một bước. Đại vị của tôn Trắc phi hiện nay ở trong phủ còn gượng hơn, thương mai không gặp nàng ta, mộ dung khanh cũng không gặp nàng ta ngay cả quý thái phi cũng không tiếp nàng ta gần đây nàng ta về nhà mẹ bên nhà mẹ hỏi động tĩnh của vương phủ nàng ta cũng không thể trả lời trước đó còn có chút thông tin cơ bản hiện nay cái gì cũng không biết nàng ta cũng rất nôn nóng nhưng không thể ra tay hạ nhân trong phủ đều quy phạm quản lý rồi nàng ta muốn nghe ngóng chút tin tức cũng rất khó may mắn thương mai gần đây bắt đầu đi sớm về muộn nàng ta mới bắt đầu bày bố lại thế lực của mình Hoàng hậu không biết dùng cách gì, khuyên được Lương Vương tiếp tục để cô chữa trị, đương nhiên, chỉ giới hạn ở chứng động kinh và vết thương ở chân. Còn bộ phận nào đó, không có ai nhắc đến, ai cũng không nhắc. Chữa trị cho Lương Vương, thương mai là dùng cách châm cứu. Khoảng thời gian này, cô đối với châm cứu cũng nghiên cứu sâu hơn, cũng từng nghiên cứu ở trên người Nghiêm Vinh và trên người hai người khinh mặc, khinh trần châm cứu vào huyệt vị trên đầu có nhiều tác dụng. Thương Mai đến nay vẫn không phải quá hiểu về nguyên lý của nó, bởi vì cô châm cứu vào huyệt vị tương ứng, cách chữa trị đối với bệnh kín của Lương Vương theo lý mà nói không có tác dụng lớn, nhưng lại có hiệu quả rất tốt. Bởi vì, sau khi chữa trị đến ngày thứ 8, cô rõ ràng nhìn thấy thần sắc của Lương Vương bắt đầu không tự nhiên. Ngày thứ 9, sáng sớm cô đã đến rồi. Hôm nay Mộ Dung Khanh cũng đi theo cô, hôm nay không thiết chiều liền đi theo cô đến Lương Vương Phủ. Khi ở trên xe ngựa, hắn bèn hỏi Thương Mai, dự tính còn bao lâu mới có thể có hiệu quả. Thương Mai suy nghĩ một lát, nếu như ngày hôm qua ta không có đoán sai, chắc là 3 năm ngày sau thì có thể thấy hiệu quả rồi. Thật sao, mộ dung khanh có hơi kinh ngạc, dù sao bệnh kín của Lương Vương chỉ có hắn và Hoàng hậu Hoàng Thái hậu biết, hắn đều luôn hy vọng hắn ta có thể khỏe lại, giống như người bình thường thành thân sinh con. Là dự tính như thế, thương mai thật ra cũng không có con số chính xác, dù sao, bệnh này trước đây không có dữ liệu có thể xem được. Hôm nay Lương Vương cũng dậy sớm, trước đó Thương Mai phải đến phủ dục hắn, hắn mới nguyện ý dậy, hôm nay mới sáng sớm đã đang đợi Thương Mai rồi. Thấy mộ dung khanh cũng đến rồi, hắn có hơi ngây người, Hoàng Thúc cũng đến rồi. Hôm nay rảnh thì đến thăm cháu, mộ dung khanh nhìn hắn, nói mát cháu hình như không vui khi thấy bản Vương đến. Hoan nghênh, rất hoan nghênh, Vương Lương nặn ra nụ cười, nhưng rất miễn cưỡng thương mai nói hai người nói chuyện một lúc trước ta vào khử trùng châm thương mai bây giờ có mấy bộ châm châm cứu cho lương vương là dùng một bộ mới nhưng cũng không phải mỗi ngày vứt một bộ tuy không vệ sinh nhưng yêu cầu đối với châm của cô tương đối nghiêm khắc khác với loại bên ngoài biến đều phải kêu người làm riêng cho nên một người dùng một bộ châm thì cô có thể làm được sau khi chữa khỏi cho lương vương bộ châm này có thể vứt được rồi lương vương và mộ dung khanh nói chuyện một lúc thì vào trong mộ dung khanh vốn muốn theo vào nhưng lương vương kiên trì không cho phép hắn vào bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đợi ở bên ngoài có điều cũng không có đợi lâu thì thương mai bị đuổi ra ngoài rồi mộ dung khanh nhìn thương mai sách hòm thuốc đi ra thì hơi ngây người nhanh như vậy sao thương mai bỗng bật cười một tiếng đi thôi đi nhanh như vậy sao nhưng trước đó nghiêm vinh nói nàng đến vương phủ phải nửa ngày đây mới một lát thì được rồi Vậy những ngày qua nàng đã đi đâu? Mộ Dung Khanh nghi ngờ nhìn cô. Thương Mai kéo hắn, đi thôi, trên xe ngựa sẽ nói với người. Lương Vương ở trong phủ gào thét một tiếng, hạ Thương Mai, nếu ngươi dám nói nhăng nói cuội, bản Vương sẽ giết ngươi. Mộ Dung Khanh hửm một tiếng, vô cùng tức giận, tiểu tử này muốn tạo phản à. Thương Mai vui vẻ kéo nam nhân của mình, đi thôi. Ở trên xe ngựa, Mộ Dung Khanh lầm lầm hỏi Thương Mai chuyện gì nó tại sao đuổi nàng đi thương mai thấp giọng nói hai câu bên tai hắn mộ dung khanh a à một tiếng sửng sốt hỏi nàng nhìn thấy ta nhìn thấy quần áo của hắn tuy rộng nhưng có thể nhìn rõ trướng lên rồi trên mặt mộ dung khanh dần dần lộ ra nụ cười như thế là khỏe rồi ít nhất là có hiệu quả rồi nó cũng không thể đuổi nàng đi được mộ dung khanh hừ giọng lượng thứ một chút được không trong lòng thương mai rất vui trừ vui cho lương vương có thể khôi phục bản năng của nam nhân còn vui mừng trước sự thần kỳ của châm cứu mộ dung khanh nắm tay cô có hơi cảm khái nói bản vương luôn rất lo lắng cho nó bây giờ nó có thể khỏe lại thật sự rất vui thương mai thấy cảm nhận được hắn không chỉ vì vương lương có thể làm nam nhân dường như còn có một tầng hàm ý sâu hơn cô nghĩ đến vài thứ người cảm thấy lương vương có thể làm thái tử không có gì không được trong mấy hoàng tử của hoàng huynh nó là người xuất sắc nhất, đương nhiên, chỉ là trước mắt thấy là như thế, dù sao, các hoàng tử khác còn rất trẻ, sau này xuất hiện thêm cũng không chừng, nhưng ít nhất nó tốt hơn nhiều so với thái tử. Hoàng hậu gần đây đối với người rất không vừa ý, Thương Mai nhắc nhở: "Không cần quản bà ta, bản vương làm bất cứ chuyện gì, bà ta cũng sẽ không vừa ý, bởi vì bản vương còn ở trên vị trí này, trừ phi là thái tử nhiếp chính thì bà ta mới hài lòng." Mộ Dung Lương nhàn nhạt nói: Thương Mai xòe tay, bình yên một khoảng thời gian, nhưng chúng ta đều biết, những ngày tháng bình yên thật sự vẫn còn xa. Mộ Dung Khanh đưa tay sờ vết sẹo trên cổ tay cô, nàng không cần sợ bà ta, có vết sẹo này, bà ta sẽ không động vào nàng, còn trong bóng tối, chúng ta tự mình cẩn thận hơn là được. Sợi dây sẹo như Thái Hoàng Thái Hậu giá lâm, đối với Bách quan cũng có tác dụng ràng buộc nhất định, hoàng hậu cũng không dám vọng động. Chương 315, ngủ trên giường nhỏ. Lương Vương đến khoảng thời hợi thì đến Vương Phủ. Hắn yêu cầu gặp mặt riêng Mộ Dung Khanh, không gặp Thương Mai, hơn nữa còn đưa ra một yêu cầu với Mộ Dung Khanh. Cái gì, Mộ Dung Khanh mặt chảy dài ra, không đi. Đi, không đi, cháu tại sao không tìm Tô Thanh, hoặc tìm Tiêu Thác cũng được. Bọn họ không biết tình trạng của bản Vương. Vậy trong phủ cháu có tỷ thiếp, tại sao không thử ở trong phủ? Nếu như không được thì sao? Như thế không phải mất mặt sao? Lương Vương ép sát hắn, "Hoàng thúc đã cướp thê tử của ta, ta cũng không nói gì, bây giờ bảo thúc cùng ta đi giao chơi thanh lâu yêu cầu đơn giản như thế thúc cũng không đáp ứng." "Yêu cầu này rất đơn giản." Mộ Dung Khanh đè thấp giọng nói, "Để thương mai biết, không xé bản vương ra mới là đó." "Thúc không nói, ta không nói, nàng ta sao mà biết được." Lương Vương nói. Mộ Dung Khanh do dự, bản vương ngược lại cảm thấy cháu gọi tỳ thiếp thị tẩm là được. "Không." lương vương buồn bực nói bản vương không chứng minh bản thân được rồi thì sẽ không chạm vào bọn họ cho dù chứng minh được rồi cũng không chạm vào tại sao mộ dung khanh không hiểu hỏi lương vương kéo hắn đứng dậy đi thôi nếu thúc đi cùng ta ta nói cho thúc một bí mật của thương mai thúc nhất định không biết bí mật này mộ dung khanh cười lạnh nàng ấy có gì mà bản vương không biết toàn thân trên dưới của nàng ấy có chỗ nào mà ta không biết dù sao thúc nhất định không biết Ta không đùa với thuốc đâu." Lương Vương thản nhiên nói. Mộ Dung Khanh nhìn mặt của hắn, cảm giác hắn không giống là đang dụ người, được, người bắt buộc phải giữ bí mật, nếu không bản vương chặt chân của ngươi. "Đương nhiên, thuốc tưởng dạo thanh lâu rất uy phong sao?" Đến đâu cũng nói, Lương Vương vội bảo đảm. Người ở đây đợi một lát, bản vương đi nói một tiếng với Thương Mai." Hắn mở cửa đi ra, Thương Mai đang ở trong viện ta phải cùng toàn ra ngoài làm chút việc, sẽ về muộn một chút." Mộ Dung Khanh nói. "Đi đâu?" Thương Mai ngạc nhiên hỏi, cũng đã muộn như vậy rồi, còn phải ra ngoài sao? "Phải, hắn có chút việc khẩn cấp." Thương Mai nghi ngờ hỏi, chuyện gì khẩn cấp, cứ phải người với hắn cùng đi." Mộ Dung Khanh mặt mày ngưng trọng nói, "Chuyện trong chiều, tạm thời không thể nói với nàng được." Nói xong, hắn hôn cô một cái thì xoay người rời đi. Khi Lương Vương đi ra, Cả quá trình không có tiếp xúc ánh mắt với Thương Mai, dẫn theo Nghiêm Vinh rời đi. Thương Mai nhìn bóng lưng của bọn họ, khẽ cười lạnh, bọn họ nhất định có vấn đề. Lão thất trước giờ sẽ không chủ động hôn cô ở ngoài phòng, con người hắn tẻ nhạt, chán ngắt, nhưng vừa rồi Nghiêm Vinh và Khinh Mặc, Khinh Trần đều ở đây, hắn lại trực tiếp hôn. Kinh Nghiêm nói với Thương Mai biết, một người bỗng làm trái thói quen thông thường, làm trái với bản tính của hắn thì nhất định có vấn đề. Khinh Trần khinh mặc, đi theo, thương mai phân phó. Vâng, hai người đáp. Dù ma ma mỉm cười đi ra, sao thế? Nghi ngờ vương ra đi dạo thanh lâu. Hửm, thương mai nhìn sang dù ma ma, bà ta từ trong phòng đi ra sao? Nô tỳ ở trong phòng, chẳng qua là ở sau bình phong sửa soạn quần áo, bọn họ không biết nô tỳ ở đó. Dù ma ma cười rất vui vẻ. Ý ngươi là bọn họ đi dạo thanh lâu, thương mai vô cùng tức giận. Yên tâm, vương gia sẽ không làm bừa, ngài ấy không muốn đi, là lương vương điện hạ ép ngài ấy đi. Dù ma ma nhìn thương mai, trong mắt có ánh nước dao động, vương phi, xin nhận nột tỳ một lạy. Nói xong, bà ta trực tiếp quỳ xuống. Thương mai vội đưa tay kéo bà ta, đang yên đang lành, người quỳ làm gì. Dù ma ma lau nước mắt trên khóe mi, vui mừng, vui mừng. Bà ta nhìn thương mai, có hơi kích động, nột tì là người nhìn thấy lương vương điện hạ trưởng thành, cũng thấy ngài ấy bị thương, thấy ngài ấy trở thành người tàn tật, biết ngài ấy không thể. Nhưng, ngài ấy bây giờ khỏe rồi, trong lòng Nô Tỳ rất vui mừng. Thương Mai biết dù ma ma cũng là người trọng tình cảm, bà ta quả thật cũng thật lòng thương tiếc cho Lương Vương, hơn nữa, hiện nay bệnh kín của Lương Vương khỏe rồi, bà ta cũng không cần về cung nữa, chính thức có thể ở bên cạnh Thương Mai. Thương Mai khẽ mỉm cười nói, "Được, ta tạm thời sẽ không tức giận với hắn." Cô tin tưởng Mộ Dung Khanh hắn chắc tạm thời sẽ không phản bội cô không phải yêu nhiều chỉ là hắn chưa thể chấp nhận sự đụng chạm của nữ nhân khác nhớ hôm đó ở cửa phủ tôn chắc phi đưa tay kéo hắn bị hắn ghê tởm hất sang một bên còn đanh giọng quát sau khi về đến thì hắn rửa tay còn mắng một trận mộ dung khanh sau giờ tí mới trở về nhẹ tay nhẹ chân vào cầm quần áo đi ra ngoài không lâu sau hắn bèn quay vào trên người thấy mùi sạch sẽ sau khi tắm rửa động tác của hắn rất nhẹ sợ thương mai thức giấc từ từ nằm trên giường khi nhấc chăn lên lại nhìn thấy thương mai mở to mắt nhìn hắn hắn giật mình nhỏ giọng nói bản vương khiến nàng tỉnh giấc rồi sao ta đang đợi người thương mai hai tay gối đầu nhìn hắn xin lỗi hơi muộn sau này bản vương ra ngoài vào ban đêm nàng không cần đợi bản vương hắn đưa tay ôm lấy cô bỏ tay ra thương mai lạnh lùng nói Mộ Dung Khanh xứng người, sao thế? Cái tay đã chạm vào nữ nhân khác, không được chạm vào ta. Thương Mai hừ giọng. Mộ Dung Khanh rõ ràng rất tức giận, nàng sao lại nghĩ như thế? Ta đều biết rồi, người đi dạo thanh lâu. Thương Mai nhìn hắn chằm chằm. Mộ Dung Khanh có hơi trột dạ, nhưng không đúng, cô sẽ biết được. Hắn đã nghiêm khắc cảnh cáo khinh mặc, khinh trần, không được phép về nói cho Thương Mai biết. Hơn nữa, bọn họ cùng về, khinh mặc khinh trần đều ở bên ngoài, còn chưa kịp nói với cô nữ nhân này rất gian xảo nhất định là thăm dò hắn cho nên hắn trầm mặt xuống nàng đang nói linh tinh gì thế bản vương sao lại đi dạo thanh lâu được đây không phải là sỉ nhục bản vương sao người còn không thừa nhận thương mai ngồi dậy vậy người nói người đã đi đâu mộ dung khanh nổi nóng bản vương đã nói với nàng rồi đi làm chính sự nàng không tin thì mai đi hỏi toàn là được nói xong cuộn chăn quay lưng với Thương Mai, dáng vẻ giống như rất tức giận. Thương Mai lạnh nhạt nói, hai người nói chuyện ở trong phòng, dù Mama đều nghe thấy hết rồi, bà ấy ở trong phòng. Mộ Dung Khanh xoay người lại, sự giận dữ vừa rồi đã biến mất không thấy đâu nữa, đều biết rồi. Thật thông minh, thật ra bản vương chỉ là muốn thăm dò nàng, nàng thông qua rồi, nàng rất thông minh. Thương Mai hừ lạnh một tiếng, rất thông minh, sau đó thì sao? mộ dung khanh lật người đè lấy cô thông minh đương nhiên có thưởng thương mai một chân đá hắn xuống ngủ trên giường nhỏ mộ dung khanh uất ức nói bản vương ngồi không cả tối sợ nàng biết ngay cả rượu cũng không dám uống lại không phạm lỗi tại sao phải ngủ trên giường nhỏ nói dối thương mai giúp hắn thu dọn chăn gối nói dối chính là lỗi lớn nhất mộ dung khanh đứng chân trần trên đất ôm chăn gối tức tối nói bản vương đã nói không đi ngày mai đi thu thập nó lương vương thật sự có thể rồi thương mai hỏi ai biết nó ôm cô nương đó hôn một lúc lâu thì dương dương tự đắc đi rồi ngay cả bí mật cũng không có nói ôm hôn một lúc thì đi rồi đi vui vẻ thương mai hỏi khá vui nhưng bản vương không vui mộ dung khanh buồn bực nói tử an nhìn hắn ngủ đi bản vương không quen ngủ trên giường nhỏ thương mai kéo chăn đắp cho mình quen rồi sẽ tốt từ từ làm quen sau này cơ hội ngủ trên giường nhỏ sẽ nhiều. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 21